Kinh Blue, chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhàng. Có anh Phúc ơi, ở nhà còn vợ em ở nhà mà. Anh gửi lên em bảo vợ em lấy hộ được rồi. Rồi ra đến với trận đấu đầu tiên, và đây là Roman cho thủ Chim Sẻ một thế bài trong cánh với mỏ quả đầu đang có, đó chính là 6 cây ở trận thiếu này. Hello tất cả em đang xem nhá, quả đầu 7 dành cho game thủ Chim Sẻ có phải mỏ quả đầu 6 và chiếc nhà BG thiết kế luôn. Một kèo 4-4 sau buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta đối đầu với game thủ đến từ team Vietmin Network. Cơ cấu dân khai thác mỏ quả này thôi, đó là mỏ quả đầu dành cho bài Roman trong tay của game thủ Chim Sẻ áo một thế bài trong cánh. Chúng ta có mặt máy của Rapper với bài đấu được cầm Babylon. Qua đánh kèo tận 1 giờ sáng mới về, sợ thật. Ơi. Ok. Cam to đấy. Đẩy cam to nhá. Nhưng mà đi dò đầu tiên, một bài cầm Baby đầu cánh dành cho Rapper Xuân Thứ ở trong trận đấu này. Và đang bảo là đánh chém, và đánh chém ra đánh cung. Không cần cung à? Đây là mặt máy của Huy Sứt. Huy Sứt sẽ là một con Max C ở đầu cánh này. Làm vòng đi dò dành cho game thủ anh Huy với một bài đấu được cầm Max C đầu cánh rồi. Rồi anh ơi, kèo đánh 1 giờ sáng qua thắng 4-2. Chiến thuật rất là đơn giản thôi. Chúng tôi cứ ép đủ rồi, chúng tôi dâng. Vâng, dâng trượt thì thua và dâng trúng thì thắng. Những bước đi dò dành cho game thủ anh Huy với bài Max C. Một thế bài đã có sẵn một voi thì cho em đây rồi. Tiếng game hơi nhỏ, ok anh ơi, em cho to tiếng game lên đây. Đấy, tí nhờ sẻ chỉnh tiếng game trong game to được tí. Bài Roman đã có được hai voi đây rồi. Đây là bài Roman trong cánh dành cho game thủ Chim Sẻ. Chào tất cả em đang xem nhá, anh em cho xin một like một share anh em ơi. Hello mọi người, hello anh em. Mắc rồi mà. Rồi quả là phụ luôn kìa. Bài hai voi quả phụ thiếu đúng đồ. Không biết là chiến thuật của anh em trong trận đấu này sẽ như thế nào khi bên kia được đánh giá chỉnh hơn với Panfo rất là mắc binh rồi, và bạn có nhiều lựa chọn để đánh cung hơn với những con Phoenician hay là Summerian hay kể cả là Babylon của anh thủ Mạnh Hào cũng có thể là một bài đấu đánh cung. Và đó là một cái thế dễ đánh hơn dành cho anh thủ đến từ team Vietmin. Bài sẻ thì 3 voi đây rồi và chuẩn bị thiết kế trước nhà máy đầu tiên. Một con Roman. Kèo 2-2 tối ngày hôm qua thì Xuân Thứ và Chim Sẻ đã để thua trước bộ đôi Sơ Luyến và game thủ lỗi ổ với tỷ số đó chính là 3-4 nha anh em. Và đây sẽ con voi được đưa về dành cho bài đấu này. Con voi thứ hai dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Bài 3 voi quả phụ thiếu một đồ, ép đầu thiết kế tại một cái rừng thông rất là móc binh, quanh nhà rất nhiều rừng rồi. Và vào đến với trận đấu này, trận thi đấu đầu tiên ở trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà đi chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí cùng công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý phân phối thì có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626. Hiện tại thì nhà chợ King Blue đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cộng với đó là quà tặng hấp dẫn dành cho anh em. Để anh em có thể truy cập vào website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào Vinh Hữu nha, chào anh em. Và đây là một quả phụ dành cho bài đấu này. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo đấu này, các bạn có thể để lại phần bình luận anh em nhé. Bài đấu 3 voi 2 hiêu quả đầu quả phụ với từ con Roman của anh thủ Chim Sẻ. Bài Vinh Sứt được chưa? Vinh Sứt thì đang thiếu một đồ nữa. Quanh nhà thì có tới 3-4 con voi gì đó. Và đây con voi thứ tư để em đưa về. Bài 5 voi. Đây con voi tiếp theo, tránh Hoàng Minh nha, chào anh em. Làm nào để làm ruộng chéo toàn xây được nhưng không làm được. Không anh ơi, làm thì anh phải cho con nông dân đấy không có khoảng đất để nó di chuyển ra ngoài nữa thì sẽ làm được. Mó 3 đầu cánh 98 người cầm phô ở cánh bên kia. Rồi đưa nó con voi để về. Cả thứ và cả gắn đi đều sẽ đánh chém, chúng ta sẽ không có cung R ở trận đấu này. Đây con voi thứ 5 dành cho anh Huy và đang phải đi đập lô một đồ cuối. Vẫn đang đi ra rất xa khỏi nhà của mình nhưng chưa thấy có thêm đồ gì tới từ Huy Sứt. Và con voi tiếp theo sẽ đưa về đây, con voi thứ 4 dành cho em, con voi thứ 5 dành cho em. Bài 5 voi. Đây sẽ là BB. Bài này thì gần màu 4 đầu cánh, đó chính là game thủ No 1. No 1 là người được cầm Summerian và Huy là một người ăn tranh với người cầm Summer bên phía đối bạn. Ăn tranh luôn mỏ quả này với game thủ No 1 rồi. Đây là sẻ, có dâng lên hay là đánh ở nhà? Vâng, chắc là sẻ đánh ở nhà không, như vậy đi dâng. Sẻ cũng dâng lên rồi. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Bỏ 3 chết 1 dân. Xuân Thứ đang có bài 24 dân, 3 voi 7 hiêu. Còn quả phụ lên đời xong khai thác BM và đây sẽ là BL. Đánh cho Dapper đang thiếu tí gỗ. Chỉnh màn hình nhỏ xuống thì anh phải chỉnh ở phần cứng của cái màn hình anh ạ. Vâng, như vậy bên kia chưa lên đời và chỉ có bên mình lên đời thôi. Pan của game thủ Chim Mệnh có vẻ cũng là một bài đấu xấu thì phải.
Không, kèo này sẽ đánh buổi chiều nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì anh em có một buổi liên hoan, gặp gỡ, giao lưu, bàn lại cách sống, xem anh em đang gặp phải khó khăn gì, vướng mắc gì, cần giải quyết thì trụm đầu vào và giải quyết thôi. Đây là mỏ quả phụ đấy từ game thủ Xuân Thứ lên đời trong khai thác và có thêm mỏ vàng đây rồi. Bài đánh chém đầu cánh đối đầu màu 3 Phunasian 98 và tại cũng xem 98 đánh gì ở trong trận đấu này. Chất quân chúng ta đánh giá lại yếu hơn đội bạn. Ông kèo này đánh vào buổi chiều anh em nhá. Tối thì anh em bận hết rồi. Cống giáp ngựa giò. Vào 4 đầu cánh thì báo ngay từ đầu đây rồi. Đây là game thủ Gandhi đang bị đối phương bo khu vực BL đi dâng của mình. Đối phương đang muốn bo con giò. Và đây là mỏ vàng. Có con giò đẩy lên rồi đấy. Con giò hay con gì đây? Thấy sư tử đang đuổi không biết là cái gì. Rồi, giò đã thoát ra được rồi và bắt đầu xiên. Chốt cái E lại nào. Baby xong cái bên kia, cái này sẽ là Pan và Vô. Baby đánh chém. Đây rồi, dân 1-1 truy bệnh, Pan. Còn Pan này như đi dâng L đúng không? Và như vậy bạn còn bo cả dân của game thủ gắn đi. Bo chéo kìa anh ơi. Bo chéo BL kìa, ông đã bo nốt cái E nữa, kín rồi. Đấy. Và như vậy, màu 5 thông tin bảo vệ là bài đấu đi... xin lỗi, màu mới đi dâng A đến từ Wizard đây. Vì đang ăn tranh với người cầm màu 4 và đang bị máu 2, đó chính là Mạnh Hào chơi vào. Một bị chóng mất mấy dân ăn hoa, một dâng L nhá. Chưa. Và top line số là 25 đến từ cái thủ Anh Huy ở trận đấu này. Sẽ quyết định đi chăn màu 1 luôn, Huy phải có một cái hốc của mình. Và ra được Y. Đây màu 1 đây. Đã lên đời xong tới người cầm màu 1. Sẽ đang tìm cách để có thể vào quản dân người cầm màu 1. Gian mộ một tơn. Và đây là máy của Xuân Thứ. Đang đánh được ruộng của người cầm màu 3. Hay quá, màu 3 yếu nhá. Và đánh cung đầu cánh là khá yếu khi bị Gandhi và Xuân Thứ chơi vào. Tham lai ở số đó chính là 30 dành cho rapper Xuân Thứ. Ok. Đang chém được khá nhiều dân của người cầm màu 3. Nhưng màu 3 chưa bánh xe và tiếp tục bị kim dân. 2L vẫn đang bắt đều dành cho rapper. Để bắt đường thì có lên cái bánh xe nữa là tươi. Và Huy đang xin chăm thực. Thứ đã nâng cấp công nghệ bánh xe và sẽ có thêm cả cung rửa để đối đầu với cầm màu 3. Màu 3 yếu lắm rồi. 98 giờ chỉ co dân về ăn gỗ thôi. Khoai ruộng 98 đã bị đánh bay hết rồi. 2L vắt đều. Đây là máy của Huy thủ Gandhi với tham lai đang số là 28 ở trận đấu này. Bên kia có một con Pan truy mệnh đi dâng L và sẽ đã quản được bài Pan đến một chút rồi. Còn mỏ gỗ mỏ vàng nữa mà chúng ta chưa chơi vào được thôi. Gandhi bên này tham lai 28. Chim sẻ bên này tham lai 30 đang chăn màu 4 Summerian của game thủ No 1. Màu 3 chạy hết rồi đấy. Chạy hết rồi này. Chạy cả gỗ, cả ruộng, các kiểu rồi, bay hết rồi. Màu 3 đã bay đầu cánh, màu 4 thì đang bị sẻ stun. Màu 3 đã bắt đầu có những đơn vị cung đờ đầu tiên. Chim sẻ vẫn báo về màu 4 đang rất yếu ở trận đấu này khi mà bị Roman, chim sẻ đang chơi và cả Huy sức chơi vào nữa. Tham lai 30. Huy phải thật khỏe trong trận đấu này và có cái hốc và càng ngày càng phải đánh to ra. Và Huy đang xin thịt. Đây là máy của anh Huy bị đâm y ngược bởi màu 2 đã đâm hay y. Lên giáp. Sẻ phải tạt về cánh của mình thôi, về súp màu 2. Màu 2 đang đâm 2 y vào cái hốc này của anh thủ anh Huy. Khả năng phải đen cái BB ra làm cái y nữa mặt sau này em ạ. Đấy, không tí là nó bắn vào đây mệt phết. Đây là y màu 2. Màu 2 đâm y ngược Huy sứt. Và Huy đã có giáp cho những con y của mình rồi. 2 y vắt đều đến từ game thủ anh Huy. Với một bài đấu được cầm Macedonian và em sẽ là chủ lực nâng cấp giáp 4 tới từ game thủ anh Huy. Chim sẻ bên này tham lai đợi số là 28 bắt đầu bị một bốn vào bắn bò nhỏ. Đây là dân của game thủ No 1 đã bị chơi. Đấy, chém 4 tới từ game thủ chim sẻ rất gắt dành cho game thủ bên phía Sparkers Gaming ở trận đấu đầu tiên này. Và Gandhi tham lai đợi số là 25 cũng đã bắt đầu mất tham khi màu 3 có cung rờ và đi bắn. Đây là những con cung rờ tới từ người cầm màu 3 và thậm chí Gandhi đóng khả y. Đây là dân người cầm màu 1 có lạc đà màu 1 ở đây luôn. Màu 1 đang chạy về phía chúng ta để có thể có tình huống hồi. Đây có mỏ quả nhưng mà chưa thể khai thác được. Gandhi đang muốn bắt cung rờ đội bạn. Xiên luôn nhà BL của người cầm màu 1 tới từ game thủ Gandhi. Kia bị vẩy e kìa. Và đang bị vẩy e thì cho anh. Và muốn cung rờ ở đây thì anh sẽ không đâm y được BL đội bạn. Có vẩy e tiếp kìa. Gandhi đang bị vẩy e rất sát ở tình huống này. Xuân Thứ bên này tham lai là số 38 đang chơi nốt cái hốc của người cầm màu 3. Phải có thêm BA đến Xuân Thứ và phải nở to ra với con Babylon đầu cánh này đang rất khỏe với bài 2L của mình. Chim sẻ bên này thì đang chém màu 2 và pha vẩy tốt tới từ cái thủ chim sẻ nắng để ăn dân của người cầm màu 2. Bên phía đối phương đó chính là cái thủ Mạnh Hào Babylon. Cái màu vàng của cái thủ Mạnh Hào đang bị chơi vào. Tiếp tục đến uống vẩy đến từ cái thủ chim sẻ. Và bây giờ lạc đà bạn bắt đầu kéo về rồi. Ăn được thêm một vài con dân nữa. Rất mong anh em cho xin like một xe ạ. Thế trận này thì Huy cần phải nở nhanh hơn nữa với cái bài Max C này, nhưng đây là một bài đấu giật hốc nên em chưa nở nhanh được. Cung đờ 14 bắt đầu lao vào để rỉa dân của ý thủ anh Huy. Với cái hốc nó hơi bé bỏng như thế này nhưng mà có y đây rồi. Và tham lai là 22. Tìm thằng Pan thôi. Và màu 4 và màu 2 đang quay vào đây để chơi game thủ anh Huy. Huy đang chiêu chiêng 3. Bơm thịt đây được.
Bơm thịt đây cho lên chiêng 3 đi. Lúc này bơm lên giáp 4. Rồi, mới lên chiêng. Tập trung lên công nghệ đi. Nâng, nâng, nâng lại chiêng đi. Cho tân vàng nữa đây nào. Và Huy đang bị ốp vào bởi cái cầu 4 và Y màu 2. Huy đang chưa có chiêng. Hai ở đầu cánh. Và màu 4 đang lao vào bắn vàng của thủ anh Huy. Tham lai của anh Huy đã ở số là 18 ở trận đấu này thôi, đang tụt tham. Từ giữ đi. Và các bạn đang lao vào nhà cái thủ anh Huy ở trận đấu này. Đã muốn lùi lại, đóng thêm một cái Y nữa. Và đây chiếc nhà bị Y đến từ Huy sứt. Thêm một cái Y nữa ở đây luôn. Rất nhiều nhà bị Y. Màu 4 đang rỉa nhưng mà Huy chưa lên được cái chiếc 3. Bơm vàng màu 7 anh em ơi. Huy đang không ăn được vàng nữa rồi. Các bạn đã bắt đầu bắn vàng của cái thủ anh Huy. Tham lai của em là ở số là 11. Và màu 4 vẫn đang có cung R áp lực vào đây. Cái này phải có ai về chém cung R đội bạn nữa. Thôi thôi bỏ rồi. Và đây là máy của ý thủ Xuân Thứ. Thứ tham lai là số là 4x và đang bị pan chơi lại nhà của mình. Tham lai 44, Xuân Thứ đang rất khỏe, cân cả pan luôn. Ở đây là màu 2 phía đội bạn. Màu 4 còn mấy con cung R đấy thôi. Đây là máy của ý thủ Chim Sẻ với tham lai là số 14. Và màu 2 thì còn một cái góc này. Tham lai chúng ta đang bắt đầu bị đè lại khi mà Huy Sứt mất tham. Màu 4 đang rất to. Đến từ game thủ đấu 1, không biết đấu 1 đang hồi đâu rồi. Và đàn máy của game thủ Xuân Thứ đã phát hiện ra khu vực hồi của người cầm màu 4. Cả màu 2 ở đây luôn và chém luôn cả những con cung R và nông dân của người cầm màu 2 bên phía đối bạn. Và màu 1 đang lao vào và cả màu 3 đang ốp vào nhà của game thủ Xuân Thứ nữa. Thế trận vẫn đang là hơi khó dành cho game thủ chúng ta trong trận đấu đầu tiên. Bây giờ thì Pan và Phô đấm lại rồi thôi, 1-0 rồi bạn. Huy Sứt để vỡ cái hốc hơi đáng tiếc. Chúng ta hãy cùng trận đấu với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai sau đây thôi. 1-0 dành cho anh thủ đến từ Vitamin Network. Hôm nay và đây là Summerian trong tay của game thủ Rapper Xuân Thứ. Một thế bài trong cánh có Hitty của game thủ Gandhi tụt góc 9 giờ, góc rất là đẹp rồi, kết hợp cùng Chim Sẻ đánh cung ở cái bên đó. Thì sẽ sẽ người chém cho game thủ Gandhi. Máy khoan thì anh có thể truy cập website kingblue.vn anh nhé. Có rất nhiều loại để anh có thể lựa chọn máy khoan cầm tay, máy khoan pin nữa anh. Rồi có cả máy khoan điện nữa thì anh có thể vào và lựa chọn cái sản phẩm mà đúng với mục đích sử dụng của mình. Em cảm ơn Văn Chiến rất nhiều. Đây là một quả đầu 7 cây tới từ Rapper Xuân Thứ, một bài cầm Summerian. Cái này thì Thứ hoàn toàn có thể đánh cung. Huy Sứt cầm ban đầu cánh rồi. Ban quả đầu 6 hơi xấu nhưng có một bầy hiêu. Hơi dốc một chút đến từ cái thủ anh Huy. Trận thiếu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đang để đoạn dẫn trước với tỷ số là 1-0, kèo chậm 7. Cố gắng lùa mấy con hiêu này về thôi. Rồi làm vòng đi dò. Và đây là bầy hiêu đến từ game thủ anh Huy với bài pan của mình. Cảm ơn anh Đăng Nguyễn với 50 sao gửi tặng cho game thủ của Chim Sẻ Nắng nhá. Đây bầy hiêu 4 đến từ game thủ anh Huy. Gandhi thì đang có bài Hitty xin đôi voi, một thế bài mà cũng có rừng quanh nhà. Có voi đây đúng một đôi luôn. Xin đôi voi cho luôn đôi, thế bài nhìn qua khá là khung. Lại xin cả một quả nữa cơ. Xin đều tay thế. Đây, voi được đưa về đến game thủ Gandhi, bài hay hiêu một voi. Ở giữa nhà sắp mèo đồ có đôi sư tử, sẽ cẩn thận nhá. Góc này thì là cái góc rất là kín đến từ game thủ Gandhi rồi. Bài khung, bài này chỉ sợ mỗi là nó công ca thôi. Đây, đi theo con chim trắng mồ côi này tìm mỏ quả. Và đây sẽ là con voi được đưa về. Thường thì khi các bạn đi dò ấy, chỗ nào mà có con chim nó cái cu đấy nó sẽ có voi hiêu nhá anh em nhá. Bài đã có được hai voi bầy hiêu trong rừng đến từ game thủ Gandhi rồi. Đang cố tìm mỏ quả. Chim sẻ thì là bài đấu cầm bình ga và đang lùa bầy hiêu về, vừa gặp một con sư tử không chết dân. Bầy hiêu động chỉ có 4 con đấy từ game thủ chim sẻ thôi. Thêm vòng nữa đi dò dành cho bài đấu này. Một bài cầm Greg sẽ là bài chém cho game thủ Gandhi. Bên kia thì có Baby AC của Mạnh Hào 98, Mạnh Hào cầm AC rồi. Giữa anh nhà không dò tí nào luôn. Gandhi thông tin báo về bài đã mất binh. Sắp mấy bản đồ giữa anh nhà. Về 9 giờ sẽ có đôi sư tử nên sẽ đi dò thì cần phải cẩn thận ở góc đó thôi. Gandhi đã đủ đồ rồi. Và đây là những con hiêu tiếp theo được game thủ chim sẻ năng từ đưa về nhà chính cho mình và chuẩn bị thiết kế chiếc nhà bếp đầu tiên. Với bài cầm Greg. Và thông tin báo về đến từ bạn yêu ơi là bài trống đi dâng Nga. Nhưng mà không ăn thua. Cay ghê. Và bơm lúc nào trong gói gì mà đánh có 2A thôi. Và đánh 2A thôi thế thôi. Rồi vòi đưa về. Xuân Thứ đang hỏi quả giữa nhà với chim sẻ.
Rồi dàn thiêu trước để tôi xuân thứ. Sợ ông trẻ không lên đời lại phải nhường cái món quà này. Mày thì ăn. Ăn thôi. Xuân thứ hai quả phụ đây. Em đi sắp hết sang nhà xuân thứ có bầy hiêu đấy, ăn đi ăn. Gần vàng nữa. Xa đấy. Đây là BG đến từ cái thủ xuân thứ. Có phát trên YouTube anh em. Đầy đủ luôn, cả YouTube, cả Facebook, cả TikTok cho anh em lựa chọn luôn. Rồi và đến với trận thi đấu này, trận thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí cùng công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang lại sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng cho quý khách. Hiện tại thì đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cùng quà tặng hấp dẫn, thì anh em có thể truy cập vào website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vì sẽ thì là bài 4 voi 7 hiêu và đang cơ cấu chiếc BB đây rồi. Cái Đăng Nguyễn với 50 sao gửi tặng cho game thủ Chim Sẻ nhá. Sẻ kinh muộn thế à? Đây thêm một quả nữa. Ui giời, 925 nhá. Vợ. Thế này thì anh dài không biết là phải dãy ruộng nào để tôi cố ký được cung tự đỡ anh ơi. Người ta gọi là cung TD đấy. Cung thách đấu. Đấy về về đến từ game thủ gắn đi. Trên giá đồng đội bảo anh cùng thách đấu thì anh cứ đánh đi. Này, 925. Rồi lên đời hết rồi, còn 17 trên đời thôi, AC trên đời. AC 8% không biết dâng ai hay không. Nói chung là bên mình cũng hay cung rồi, đây sẽ BA và đây sẽ BM, đây sẽ thủ gắn đi. BA đóng hướng sang Chim Sẻ. Vì sức hạ bài chém đầu cánh đã kích đời đang ra ruộng đây rồi. Xin dò nâng công giáp đi thôi, thịt đã hơn lít rồi. Đang tròn ruộng đến từ cái thủ Vi Sức. Với bài đó là Ace. Ace có tí nhồi nhét đấy từ rapper. Được. Ôi giời, giáp luôn em ơi. Có chứ. Đang cơ cấu nó cái BS ăn vàng để được giáp đấy. Đúng là anh em trên bên dưới thuyền đây. 8 nhá. Đâu một người cầm Kata. Được giáp đi em ơi. Lại vì chưa được giáp. Đang giao thủ, đang giao thủ. Vâng, thứ bắt đầu tăng A đây rồi, đang bắn mỏ quả chỗ BL rồi bạn đây rồi. Huy sức đang lên rồi, L2 đến từ anh Huy. Đến bên ngoài anh vực. Đấy, trên chỗ mỏ quả đấy. Đấy, nó đang bắt T kìa, đuổi theo đi. Sẽ bị thằng nào dâng A mồm rồi, thằng 7. AC dâng A rồi, 5 trong cánh nha, 5 lên đời đấy, 2k2 cái này. 2k2 cái này. À đâu, nhầm, xin lỗi, 5 cánh sẻ, sorry. 57 cánh sẻ, cánh kia là 68. Và đây ăn máy của rapper Xuân Thứ với tham lai là 24. Baby cũng dâng vào nhà Xuân Thứ luôn. Baby dâng L. Ui thôi, làm gì có ai còn vàng, đang có thêm T đến rapper. Màu 6 dâng L vào đây. Mỏ vàng ở sau đấy, đấy đúng rồi, đi thẳng cái con vực đấy là đến. Và đang bị cả T màu 6 ôm vào mỏ gỗ đến từ rapper Xuân Thứ nữa, đang vẩy E. Chốt được cái E vào đây. Xin muốn quẩy đến từ rapper, không biết có thủ được không. Đây rồi, bắn vào mỏ vàng màu 8. Bắn rồi. Chốt cái E vào đây không. Bài dâng được có 3A đấy nhá. Để đang ngồi rồi, ở nhà mình rồi. Màu 8 thì chắc chắn là gãy. Nhưng rồi không, thằng 6 dâng L. Vâng, thứ đang có động con giò để giữ dân. Và Gandhi đang xin chăm gỗ. Thứ vào bắn nốt khoanh ruộng đây đi. 7 dâng A anh ơi, AC dâng A nó đánh tất tay đấy. AC dâng A đấy, anh cố thủ đi. Vâng, đây là những con lạc đà đến từ cái thủ nâu 1. Và Xuân Thứ đang phải chạy dân một tơn. Bên này thì Vi Sức tham lai 23. Xem đi càn đi thôi. Hình như Sẻ không quân rồi. Đây là máy thủ Chim Sẻ với tham lai 25 thôi. Bài khoai. Có à. Sắp có quân rồi. Thế này thì cả màu 5 và cả màu 7 nó sẽ ốp gắn đi sớm đấy. Và tôi nghĩ là cả 6 vào luôn đấy. Gandhi đã bắt đầu bị ốp rồi. Ôi vợ. Vâng, như vậy là Gandhi phải bỏ nhà rồi. Khi mà đội bạn ốp luôn. Tháp lai là 37 đến từ cái thủ Gandhi. Màu 7 đang bắt đầu lao vào nhà của anh rồi. Màu 5 đang chăn dân của anh. Như vậy là màu 5 sẽ rất khỏe ở đầu cánh này. Đến từ cái thủ truy mệnh. Cẩn thận nó vẩy em bắt cung anh ơi. Đang giữ cả dân đến từ cái thủ Gandhi.
Tham Lai được số là 37, sau tuần này lừa lừa cung lại nhà thôi. Bây giờ cả năm cả bảy nó dồn như thế này, anh không biết chạy đâu nữa. Đấy, bảy nó phải ra nốt khoanh gỗ này, ra bo lại nhà rồi vào bắt quân bảy đi. Tham Lai là 36, bảy có thêm một tên nữa đẩy vào nhà cái thủ gắn đi. Anh nói chốt e và đây là cung đường cả bảy bên phía đối bạn. Với Tham Lai 40 thì gắn đi sẽ cố gắng cung lại nhà mình, bắn cung bên trong, bắn cung bên ngoài. Tham Lai được số là 40 để cho cái thủ gắn đi, cố đỡ thôi. Bên ngoài thì giữ dần đấy, chạy yên gỗ chốt nốt 12 giờ đi, cho thịt bầu 4 này anh em, ai có thịt không? Không ai có thịt, vậy e đấy gắn đi vẫn hở. Đây có thêm mấy hiêu, bắt nốt tên cung đường cầm 4. Tham Lai đời số là 40 dành cho anh với một bài đấu được cầm Hitty ở trong góc 9 giờ chủ lực. Rồi bạn đã bắn bay hốc của anh một tên rồi. Và đây là máy của ý thủ anh Huy. Anh Huy bên này Tham Lai 25. Không biết là có bị màu 8 đâm y hay không nữa. Và như vậy màu 6 đâm y bị phan rồi, đây màu 6 đang trốn ở nhà Huy đây. Đã nhìn thấy một tên. Huy Tham Lai là 25 với những con lạc đá bàn mình đang tròn ruộng. Vàng vụ các kiểu và đang muốn đẩy đây rồi. Đây là y màu 6. Về nhà chính các bạn ơi. Đấy. Ta phải đến từ Huy để bắt dân của game thủ Minu 98. Minu 98 đi đâm y game thủ anh Huy. Và tóm được rồi. Sẻ thì vẫn đang kêu oai oái bên kia không biết bị làm sao nữa. Khổ lắm rồi. Rồi, đây là y của người cầm màu 6. Đã bắt đầu lao vào nhà Huy Sứt. Em ra chém nổ y nó đi, không thứ về bắn con đi này được. Và đây là máy của game thủ chim sẻ với Tham Lai 20 thôi. Công ty đấu tí nào. Một trò một chém đang loanh quanh. Một gậy một sọt đấy anh em. Bên này thì Gandhi đang bị màu 7 vẩy e đến từ game thủ Mạnh Hào. Đội bạn đang cố gắng để có thể bắt quân của game thủ Gandhi. Gandhi Tham Lai 29 thôi, một trận đấu đang rất căng. Đấy, lại quay lại ăn hiêu. Và số thứ Tham Lai là 23. Bắt nốt mấy con y hộ game thủ anh Huy. Vừa đang 8 đây. Và nốt y đội bạn, con y tiếp theo nở ra rồi. Dĩa thôi. Đồng tin báo về từ cánh kia sang, nhưng mà sang đây thì cung đờ rồi bạn gặp lạc đà. Ôi, Vi sức không sợ đâu. Vi nhiều lạc đà lắm. Tham Lai là 24 thì bài đấu này. Đốt y màu 6 hộ game thủ anh Huy và bây y màu 6 đã nổ. Xuân Thứ đang có Tham Lai 24. Vi sức bên này chủ lực cũng ra Tham Lai 30. Bây giờ thì đội bạn bắt đầu ốp nhà Vi sức với cả lạc đà của người cầm màu 6. Đó chính là game thủ Vi Minu 98. Và tôi nghĩ là cả màu 7 cũng sẽ có mặt đây thôi. Đang bắt lạc đà 6 xong. Vâng, đang giữ dần đến từ game thủ anh Huy. Đây là lạc đà đội bạn bắt đầu lao vào ốp nhà Huy Sứt. Tham Lai của em là số là 29. Thứ cũng đang cố gắng để có thể đấu nhưng mà thông tin báo về là phải bỏ rồi. Chạy luôn. Và Gandhi bên này Tham Lai 27 cũng đã bị một năm chơi. Khổ quá rồi. Thôi, tỷ số sẽ là 2-0 đội bạn ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Vợ quân đẹp hơn nhưng không thể giành chiến thắng được dành cho game thủ chúng ta. Và 2-0 nhờ Vitamin. Rồi, các bạn sẽ đến với trận đấu này. Hành trình mỗi người đi gỡ, ôi con mũi to này, mũi vằn thì làm sao bắt được nó bây giờ. Đây là bài đấu được cầm cho Son dành cho game thủ Gunny. Một thế bài ở trong cánh và đang bảo đánh lên 4 luôn. Một mỏ quả đầu đang có được đó chính là 6 cây từ game thủ Gunny. Chúng ta có máy của game thủ Xuân Thứ với mỏ quả đầu 7 cây Katarian. Một thế bài đầu cánh góc 6 giờ sẽ là bài cầm Maxi ở đầu cánh trong trận đấu này với một quả đầu 7 cây. Và Huy Sứt sẽ là một chủ lực của chúng ta với bài xe này. Thì bây giờ đầu tiên đến từ cái thủ anh Huy cung chủ lực xe bên kia sẽ có cung rửa Egypt lạc đà Persian Baby nó một không biết đánh cung hay đánh chém thì một lát nữa chúng ta mới biết được. Đối với cơ bản chúng ta sẽ có sẻ với con Maxi chém tuyển bên này, cần lại bờ phía đối bạn. Pơ với cả Mark cân nhau này, Sen Kata cho Son cân lại Egypt Gate Baby à? Cân. Kèo nó phát trực tiếp anh em bảo tua, không hiểu anh em nghĩ gì trong đầu. Anh vào tua hộ em cái. Mệt mỏi ghê. Đây bấy hiệu đầu 6 con đã được sẽ đưa về, có mỏ vàng cánh rừng đấy rồi. Thì một cái lỗ nào chui vào. Giữ mạng. Ở trong cái lỗ đó. Giờ bỏ 500 triệu thôi làm gián điệp được không Hải? Được anh. Rồi hai voi rồi bài thiếu một đồ tới thủ chim sẻ thôi. Đúng rồi Trần Huy Tú ơi, rất nhiều anh em thắc mắc, rất nhiều anh em cứ comment livestream ở trên livestream là chỉ đánh 44 này à? Vâng đúng rồi, chỉ đánh 44 này luôn. Còn em nào hỏi nữa không? Em trả lời luôn một thể. Bấy hiệu được đưa về thành công thì bài đấu này.
cách biệt mới chỉ là hai trận thôi, nên là mình nghĩ là vẫn thoải mái, bài sẻ đã ok rồi. Hai hiêu, hai voi, hai quả, đủ đồ. Tránh Đức Phúc nhá. Đang cố gắng tìm xem có con voi nào nữa thì mình nghĩ là ok luôn. Chào anh Guma Du Hải à, ok em ơi. Sáng nay thấy bắn kinh không? Bắn chết chó luôn. Tuổi gì? Chuẩn bị thiết kế chiếc nhà bếp đầu tiên. Cố đi một vòng nữa quanh nhà xem còn sót đồ gì hay không. Về cơ bản là đồ này thì cũng có thể em đời ổn với một con Maxi đồ nhàn rồi. Sáng nay thì chắc chắn sẽ không có bài 9 kích 2 đến từ cái đủ chim sẻ nắng nữa, anh em yên tâm nhá. Từ cái 9 kích 2 đều quá thì chúng tôi không chịu được. Vợ. Đây là máy của game thủ Anh Huy với S đầu nhân đôi ăn cả hiệu cả gỗ. S2, chỉ sang là S2 nhân đôi. Tại một cánh rừng dừa. Rồi, thì quyết mấy con hiệu này thôi. Đây, mấy hiệu sẽ đưa về từ bài đầu này. Vòi hiệu đến từ Wizard. Đánh cung. Đang đánh ở văn phòng anh em nhá. Và như vậy Xuân Thứ báo về bài cũng ok với con cà thà ra móc binh hốc đây còn đâu nữa, hốc rất đẹp với bỏ vàng và bỏ quả bên trong. Hai anh em sẽ đẩy cái này Huy Sức và Xuân Thứ kết hợp cùng với nhau. Rồi con voi thứ ba sẽ được Thứ Giáp đưa về bài ba voi hai quả phụ. Đây là bỏ quả 6 cây dành cho bài đấu này. Chúng ta có mặt máy của game thủ Gandhi. Và bài đấu sẽ đi dâng. Đang đưa đốt con voi thứ hai về đây rồi. Cắt dân đi dâng. Kênh phát YouTube sẽ là kênh chim sẻ nắng AOE nhá anh Phương ơi. Còn quả phụ nữa đây rồi. Và đến với trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao, với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Anh em đang có nhu cầu trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ King Blue thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626. Hiện tại thì nhà chợ Kim Blue đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cùng quà tặng hấp dẫn dành cho anh em. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sẻ sẽ chém đầu cánh này thôi và ngắn đi sẽ người chọc qua đầu cánh cho game thủ chim sẻ rồi sau đó vào trong cánh tim. Bơ rồi bạn lên đời cân với sẻ thì ngay từ đầu mình đã bảo với anh em rồi, còn Maxi và Bơ sẽ cân nhau. Bắt đầu kéo dân ra để có thể khai thác vàng. Bên kia mỗi Bơ lên đời. Giò đẩy đi luôn, công giáp đầy đủ ngựa giò. Và đầu cánh chim sẻ sẽ là game thủ nào đây? Đang bo nhỏ bỏ gỗ mỏ vàng đấy, chim sẻ lên đời ra mấy cái y đây rồi. Và như vậy Pơ đang chọc nhà chim sẻ nhàng. Đã bắt đầu bị xiên vào 8 đầu cánh đôi Baby Lon đô 1 như vậy. Baby đầu đánh cung. Pơ chọc giò dâng lờ. Đây là nhà của game thủ đô 1 và sẽ bắt đầu xiên vào nhà đô 1 đây rồi. Anh ấy đang cố gắng coi như bóng vẩy e để có thể nhốt giò game thủ chim sẻ. Đây là giò người Pơ bên phía đây bạn. Greg đầu cánh bên kia. Anh hỏi vô duyên quá nên là em không muốn chào anh núi gì ơi. Em chào anh Đào Văn Hiến nhá. Anh comment những câu rất là vô duyên để chào anh để giải quyết vấn đề gì đâu. Không chào. Xiên con tê đội bạn luôn, tê chưa có giáp đấy từ game thủ đô 1. Tự tin đánh cung đầu cánh như đô 1, bạn đang con tê đội bạn đây rồi. Và có thêm hai dân bờ ở đây nữa, đội bạn vác dân vào luôn. Và phun dân game thủ chim sẻ nó vẩy e để có thể đỡ lại tình huống này, tiếp tục vẩy được e. Và đâm dân đội bạn. Gõ luôn hai dân này, đốt con dân kia đi. Rồi, xây e. Đùi lại vẩy e trong. Và có y đây rồi, bắt đầu thả chém đến nhà game thủ đô 1. Tháp lai số là 23 và 2L đến từ người cầm màu 5 game thủ truy mệnh đang đẩy vào nhà chim sẻ đây rồi. Bỏ về mỏ gỗ mình và chém đẩy đến nhà đô 1. Và đây là Gandhi, thông tin báo về là ăn được 6 dân perm. Đây, dân perm đây bạn ơi. Ăn được... dân ai thử thịt bơm sẻ kìa. Đây, bơm rồi.
28 là thằng hiện tại dưới thủ Gandhi. Đây là bạn họ bỏ vàng người Gumper này. Dân lẻ của đội bạn đây. Truy mệnh là người đi dâng lờ. Cái này thì sẽ đang có tham gia ở số đó chính là 23 và đang bị chém về một tơn quá đau. Mất vàng. Vậy có tơn chém về rất rát vào nhà cái củ chim chén này. Mất mỏ vàng đây rồi. Đang có chém để đến nhà đâu 1. Cái này thì Xuân Thứ tham gia là 32. Đang chờ Huy sứt đẩy đi. Mẫu 7 Greg đầu cánh. Và đội bạn vừa có một con phù. Huy phải lên bắn được phù đội bạn. Thì sau đó Xuân Thứ mới vào được. Đây rồi, một giò một chém đội bạn lao vào. Mẫu 7 đó chờ game thủ Mạnh Hào người cầm Greg. Đập luôn hai móng BE này. Lạc đà Xuân Thứ vẫn đang là rất đông. Để bắt nốt con chém giò đội bạn đi. Đây rồi, đang tìm rồi, đang tìm rồi. Và tham lai là 33 dành cho bài đấu này. Đây những con chém của người cầm màu 7 Greg. 3 vẩy E. Chém luôn. Gandhi và Sẻ đang muốn kết hợp cùng nhau để có thể lật lại nhà người cầm màu 8 Babylon trong tay của game thủ nhóm 1. Rồi bơm rồi. Sẻ đang nhận được đồ đến từ đồng đội. Khả năng là đồng 1 sẽ chuyển A. Và bắt đầu có cung R lên. Đấu 1 đẩy một tấn cung đi rồi và sẽ bắt đầu đưa Y lên để cày nhà đấu 1. Bắt buộc phải đánh bay nhà đấu 1 anh em ạ. Và đây là Wizard. Wizard tham lai 55. Thằng tìm bảo vệ chưa bắn được. Đi tắt tay đi. Không có vào nhà em đâu. Có thằng nào đánh em đâu. Tăng Nga đây thôi. Để tiếp theo đi cùng Xuân Thứ đi. Đi đi. Và tham lai là 58 trên bài đấu này. Xuân Thứ đang rất đông lạc đà. Và đây là thời điểm Wizard cần phải tắt tay. DC đang đi trước đây. Giờ bắn phù đi kìa. Đây là phù đội bạn. Làm con phù nó chạy đấy. Thằng 7 chạy đấy. 8 khả năng chết luôn đấy. Không luôn mà thằng 6 luôn. Bơm vào màu 2 nào. Và tham lai của Huy Sứt đang ở số là 65. Đang vàng. Thiếu 10 vàng nữa thôi. Bắn đi kìa. Ui đi lộn rồi. Này Huy Sứt vừa đi lỗi tơn. Đây lại có tơn nữa. Chém nó kìa bạn ơi. Vậy đi. Vậy đây vào chém đi. Bè bè quá. Rồi nâng bản đồ lên đi. 7 định lao vào nhà Huy Sứt. Quân ở nhà là quá đông rồi. Bây giờ sẽ bung nhà chính đến từ anh Huy. Lùi lại một tí đã bạn ơi. Lùi lại một tí nhá. Để lấy bản đồ cái đã. Phối hợp nhau chuẩn nào. Tham lai của anh Huy đang số 70. Thằng gỡ bay rồi cứ từ từ thôi. 6 đang đưa quân ra. Đó chính là con Egypt trong tay 98. Egypt con 98. Bên này thì game thủ Gandhi tham lai 28 thôi. Pơ không biết đen là chính đi đâu rồi. Nhưng màu 8 thông tin từ chim chiến thắng báo về là đã bay. Đây con cung đời cầm màu 8. Đội bạn đang ra rỉa Y. Con Y chiêm đồng 3. Gandhi đang vào chăn màu 5 rồi. Sẻ vẫn đang cầm Y để xiên đồng 1. Đồng 1 chưa có tình huống chuyển A. Rồi ăn được vỏ vàng của cầm màu 5 rồi. Đó, như vậy là lọt này. Ok, lọt này 98. Ui dồi, bây giờ chém bạn lên cấp 4 đi bạn ơi. Ui dồi, lạc đà bạn đông như này. Mình cầm Huy nhá. Huy ơi, nhà chính. 6 giờ, kỳ góc. Và gọi Huy sang bán hộ với đi để cái sửa đây, sửa đây, sửa đây. Đấy, cùng đầu 6 để chém luôn. Mày như nào? Mày em sao? Tập trung sửa nhá. Và Huy đang xiên rất đau vào khu này. Rồi. Đợi Huy sẽ sang bán hộ thôi. Hào đang cầm Huy Black vào xiên. Nhà của rapper Xuân Thứ sẽ có 7 em. Đây rồi, chém tân tâm 7. Quá ngọt luôn, quá ngọt luôn, quá ngọt luôn. Rồi bắn em ơi, kỳ cấp 6 giờ này. Sửa ghe này thôi. Rồi Mạnh Hào chết 10 dân nhá. Đây là game thủ anh Huy. Đang dỉa Y của cầm 7. Ở nhà lo kìa. Và tham lai là số là 84 đến từ anh Huy. Vừa bị 15 lọt nhẹ một tơn vào trong nhà. Nó bắt hết lạc đà đội bạn và dỉa những con Y của cầm 7 ở trong tình huống này. Đây là E đối phương. Rồi, bắn hết đi. Xem nhà Y nó đâu đốt đi. Rồi 48 dân đây rồi. Đang bắt lạc đà nhà đã. Rồi bắt hết lạc đà rồi bạn ơi, cơ cấu lại nào. Tham lai của anh Huy đang số là 8X với bài cầm xe của mình. Cơ cấu lại nhà cửa nhanh nào. Ôi nó ôm kìa, nó ôm kìa. Và đang chưa đốt được Y đội bạn thì đội bạn sang ốp nhà của Huy Thủ Thứ luôn. Đấy những con chém màu 7 và những cung đờ màu 6 Egypt bên kia đối phương. Huy đang bung nhà chính ra đưa quân lên đi. Và tham lai của thủ. Ok.
Nó đứng quân ở cây đấy. Và cái bên này thì sẽ tham lai được số 7 thôi. Trong đó thì Gandhi bên này tham lai là 33 với bài dâng 2L của mình. Và đang chém những cung R của thủ đấu 1 với con chém 4 của Cho Son. Tránh Thanh Đạt nhá. 6 nó ít dân, nó chưa đầu máu. Vấn đề là nó đang ốp nhà Xuân Tứ này. Anh Tạt đằng 6 đi, anh Tạt đằng 6 đi. Anh Tạt đằng 6 đi. Và Huy Sức đang báo về bạn lùi lại để tôi đang sang tơn to. Ok. Từ 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 đi vòng tơn sau, lên đầu máu. Tập trung quân đi em ơi, chú ý quân đi. Đúng thêm nhà chính nữa được anh Huy. Và đi vòng tơn sau, đi tơn trong chết bố nó hết rồi. Rồi, vẩy E đi, vẩy đi, vẩy đi, vẩy đi. Và ông pha vẩy E đến từ Huy Sức và Xuân Thứ bắn nó đi. Rồi, mày chạy đi đâu? Mày ốp ai? Ý, gì cái E, mãi không được này, đốt yêu đi. Rồi, kích 4. Ra ruộng kích 4 đi. Gắn đi tạt được thằng kia chưa? Và gắn đi đang tạt. Nó chuyển A, nó chuyển A, nó chuyển A. Chém luôn, mày như nào? Mấy con cung á còi này, mày như nào? Lại có dân thằng 7 trong này. Vào luôn. Tham lai gắn đi đầu số là 31. Ui, thôi, 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 anh ơi, thôi, thôi, anh ơi, nó đông, nó đông. Xin lỗi, xin lỗi. Đây. Bờ mê tôi bị sức kích 4. Kích đi em ơi. Tiểu thí tịt nữa đúng không? Thí tịt nữa thôi, chăm thịt nữa. Rồi, kích. Chăm thịt cuối cùng như người vừa át. Đang sang kích ruộng thứ hai. Đánh đắp đôi nhỉ? Đắp đôi cho nó khỏe không? Đồ, vừa vừa đi công nó đi. Kích đi. Rồi. Ăn thêm gỗ đi. Bọn Nam đang muốn lao vào nhà Huy Sức nhưng không thành công. Em đi ăn cái rừng bên giữa hai nhà với thứ được không? Với nâng dần công nghệ đạp đôi đi. Sẽ cho anh trọng gỗ đi, hỏi cái thằng này thì đấy đâu ra đồ nữa mà cho anh trọng gỗ đi. Điêu. Cày ghê. Thấy. Xin sẻ trọng gỗ nữa này. Nhà màu 6 này kiểu gì là lủng. Đấy, rừng dừa này lủng này, anh vào xả trận. Ơ? Trận lủng này. Cày để. Thằng cung đờ kìa, nó chưa vào ấy kìa, chưa vào đỡ trong nhà kìa. Cày để. Đấy, mất mất 10 dân nữa, ở ngoài nó bị nó chém. Nó lên 4 chắc luôn, không đi ốp nó lên 4 chắc luôn. Đây. Nó chuyển A mà. Và thời điểm nhạy cảm với kích 4 TV lại để lọt cho một tơn. Và đang lao nhà vòng 6. Bên kia không có đường, bên kia không đi được. Không. Đấy, đang ra đây. Đi. Nâng gỗ 3 còn chưa nâng đầu vàng. Giống trẻ quá. Hôm qua lên 4 không nâng đầu vàng. Đốt hết bè đi. Đấy, đốt E đi, bắn nó đi, để nơi trồi gì gì đi. BL. Ok, đang ốp nó đây. Đốt hết E nó ra để cho lạc đà mới chém đảo. Kìa, cung áo ra lên kìa. Màu 8 đang bóc máy nhà Huy Sứt, tham lai đợi số là 113. Sẻ đang ngồi sau chim lợn, mà nó lên 4 xong rồi đây này. Không đơn giản đâu. Vâng, đang bung ra gỗ đi từ game thủ anh Huy. Ông đề nghị em nâng cái đào vàng cái kiểu lên đi. Rồi, đang đứng đốt E rồi bạn ơi. Gandhi đang lọt xong rồi. Đấy, Gandhi đang đi sâu vào trong. Sẻ đang đứng xem phim, đây màu 5 của chung mạng trong này. Đây, ruộng chính của nó đây. Đấy, chém nó đi. Ai cũng thịt bơm nốt cho thứ kích 4 đi kìa. 98 đang rất là mất tay rồi. Góc này nó bo rồi, Gandhi đang xong mớ dân. Và Huy Sức thì đã kích đạp đôi rồi, nhưng mà cần phải nhanh. Tiếp tục bắn vào dãy B này. Đấy, đảo đi. Thứ kích 4 lên đánh hot. Một hot, một đạp đôi, đánh đầu với đạp đôi đội bạn. Đấy, bảo thôi, để Huy nó tăng L đã. Bạn tự cơ cấu đi. Đấy, thủng rừng đấy, đi ăn rừng dưới mặt 6 giờ đi. Đây này. Đấy, đưa cung lên đi. Tiếp tục đưa cung mặt này. Chắc gì nó kích được đạp đôi. Ừ. Và như vậy sẽ quyết định là chim lợn cho Huy Sức không bắn màu 6 nữa và lên 12 giờ bắn fit nhà của đội 1 luôn. Cho fit hẳn luôn.
Rồi, đây rồi, huy chương đạp đôi. Công giáp đi, công 7 giáp lần đi. Thiếu thịt. Đang bắn 18 vào tơn theo lời chỉ đạo đấy. Rồi. Công 7. Đạp đôi nó bắt đầu có đấy, thủ anh Huy và đứng ra trước cửa nhà thứ nào. Nó sẽ đẩy thứ thôi, nó không đẩy em đâu. Đây. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Có phi đây. Nó chuẩn bị tháo ra thì sẽ báo nhá. Đây, nó tháo này, nó tháo này. Feed luôn. Feed luôn đâu một, xong đốt luôn cái nhà chính của đi. Mày chạy đâu? Đấy. Khả năng trong này vẫn còn anh ạ. Vẫn còn, góc này thì chạy đâu nữa. Vâng. Đó. Sang nhà thứ đứng đi em ơi, quân ở nhà đưa sang nhà thứ đốt nhà chính rồi đi, đốt nhà chính giáp đi. Đây, đang sang đây rồi bạn ơi. Đây, giáp 4 đến từ cái thủ anh Huy, đốt nhanh cái nhà chính 8 đi, đừng có nổ dân nào. Đó, fit luôn rồi. Quay tròn lại. Rồi, tập trung đỡ nhà đi. Ở đây để sẽ con chém đây, nó đi tìm. Rồi, đừng xong thì đừng có giáp 6 cho đạp đôi nhá. Đừng giáp 6 đạp đôi đâu. Giáp 6 đạp đôi, đây rồi, đạp đôi bạn ơi rồi. Tăng cơ để cho thứ rỉa đi. Tham lai là số là 160. Huy đang khá yếu lực thực ở trong trận đấu này. Đang cố gắng cầm đạp đôi để tăng cơ cho nghiên cứu thân thứ. Thứ sẽ cầm những con hot mình để bắn. Đứng giáp 6 đạp đôi nào em ơi. Rồi. Là qua cơn bị cực rồi đúng không bạn? Ok, như vậy là bạn tôi đã qua cơn bị cực với tham lai là 60. Đơn của hot ở 12 giờ lại dí vào cái mặt dốc mà vừa bắn nhà 98. 98 nhà nó rất xấu rừng nhá. Nên nếu được thì đi đánh rừng của nó cũng ok này, nhà nó cũng rừng. Rừng ngoài hết đấy. Nó đi đánh Huy kìa. Huy nhìn bản đồ kìa. Đây là đạp đôi của người cầm bóng 6, cái thủ Huy Minu 98 đang đi sang mặt giữa nhà. Nó đạp dãy B nhà em đấy. Đứng ra đạp đôi đấy đi. Ừ, sẽ ăn được kê luôn. Bạn cứ mang hot ra để Huy đạp rừng của nó được. Ok bạn này. À, em cháy nhất nhá. Đáng thua 0-2, anh vào muộn đấy. Vào sớm chứ có phải thắng được không? 6x đến từ rapper. Ở Huy Sức đang có những con đạp đôi mình để kê cho đạp đôi Egypt của bạn. Và có những con hot được thứ hỗ trợ. Xem bên kia có ai hồi nữa không trẻ ơi. Chắc bên kia không ai hồi nữa. 5 hồi nổi ít lắm. 5 baby per. Vâng, như vậy 78 vẫn còn dân vẫn hồi được. Thứ ơi chặt gỗ kìa bạn ơi. Bạn vẫn chặt gỗ một thế thì bắn nó hơi ngắn, súng ngắn quá. Tránh đạp văn trường nhá. Vâng, đây là máy của Huy Sứt thấy bảo là đạp được bạn đau một tơn. Huy tham lai 144, màu 8 không biết còn hồi đâu nhiều nữa. Như vậy là tơn kia chưa fit, chắc là đội bạn cũng hồi ở gần nhà của 98 hay là bên nhà màu 5 cũ chẳng hạn. Chúng ta chưa đi được nhà đội bạn, Huy đang gom đạp đôi. Vâng, bỏ hết dân ăn vàng đi, cầm 3.000 vàng đi em ơi, em ăn lắm vàng đấy để làm gì. Sao lại có cái thằng 7 nó hồi ở trong nhà mình thế này. Vâng, bung cho chính nhân gỗ, thêm ruộng. Đi, lưu cùng nhau đi, phải đẩy thôi. Qua bún thịt hổ ngọt không hải. Thắng kèo solo mà thua kèo 22 anh ạ. Mặt B cho ông bợ. Rồi ok vào đây. Đi cùng nhau nào, đi cùng nhau tuần này nào, tập trung nào. Rồi hai anh em tập trung để đập 98 tuần này. Rồi tóm được dân từ 7 hồi ở xong bông cho mình đây rồi. À vào đây. Rồi đạp đây. Rồi, nó mà đi vòng sau là biết, đang có tơn nữa lên rồi. Đó, Nam đang lao vào mấy con lạc đà tập trung điều qua đây, nó lên kìa. Rồi, Huy sẽ bắt đầu tách vào, rồi bạn vòng ra sau, Thứ chú ý. Như vậy là Thứ sẽ chạy để cho game thủ anh Huy lọt vào bên trong. Và Thứ thấy bảo bây giờ không chạy nữa rồi. Không chạy được, nó dàn ra sau, đi vòng lên mặt trên kia. Vâng, tham lai của game thủ số Thứ đang số là 80 trận đấu này, Gunny đang xin vàng. Đi vào 14. Vâng, Thứ tham lai 76. Trong khi đó thì anh Huy đang tiếp tục trí đạp đôi để lọt nhà đội bạn, nhưng tơn đạp đôi lọt bên trong đã không thành công rồi. Hải ơi say quá, mấy anh đang nhắc em à. Ok anh Hiếu ơi, sao đây anh ơi? Các anh có... Huy lao vào tơ này không ăn thua, đạp đôi Egypt nó vẫn là cái gì đó rất là lợi hại. Đấy, lên đạp rừng nó trên này này.
dừng chỗ BL nó này. Tham Lai là số là 167, gắn đi hồi được không anh? Gắn đi Tham Lai 37. Đang đi chém nha, 18 hồi bên phía nhà xẻ này anh em ơi. Này. Ui, 18 hồi to thế. Biết chỗ nó hồi nhưng mà không có quân để chơi. Và Xuân Thứ đã nhìn thấy, Tham Lai là số là 88 nên Xuân Thứ bên kia nở tham rất là nhiều rồi. Thứ Tham Lai là 1 lít ở trận đấu này đang bắn lại màu 5. Đây là dân của cầm màu 8, pha về Xuân Thứ nhưng chỉ có một con hot thì bắn đi bao giờ. Thêm một turn hot nữa để đến. Tiếp tục là pha về E. Và thông tin bảo vệ màu 8 đã lên 4. Kiểm tra lại nhà BL đi. Nhà 7 con nhà không có nào đấy. Ông Sóng Quân cẩn thận vào. Tham Lai Wiz đang xuống 160 thôi. Tham Lai chưa hề to thì cho em. Với bài cầm xe này. Đang vít thêm đạp đôi. Dồn lên. Gặp nó kìa. Vâng, Xuân Thứ bên này tham lai là 160. À, 106, xin lỗi, 160 thì nhìn rồi. Đây, đi cùng nhau đi nào. Bên kia màu 8 lên 4 rồi đấy. Dí lại góc đấy đi. Nếu mà góc này không được nữa thì đành phải đi vòng 12 giờ hay gì đi. Bao nhiêu con hot ở Huy ở nhà có biết có thủ được không? Đội bạn đầu lao vào nhà BL rồi, mang hot ra đi. Giáp 6 rồi. Nó đi qua rồi, vào đi. Đây, Huy vào đi. Vào bắn cung A đi. Tham Lai của anh thủ anh Huy đang số 173. Chị 8 đang cố gắng để móc máy phía sắp mẻm đồ giữa anh nhà. Với những con đạp đôi của mình. Sau khi đó đây là máy của game thủ Xuân Thứ với Tham Lai là 113. Huy ơi, cho đạp đôi vào xong đi. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Vào đây. Vâng, lấn vào một tí. Từng tí một. Còn một con cung A kìa, đạp đốt nó đi. Tham Lai đơn số là 107, cung A trên dốc kìa. Và chú ý cung A với đạp đôi để bạn trên dốc. Xuân Thứ là người chưa đưa tên hot này vào. Bây giờ bắt đầu dí sâu vào con dốc này. Đứng tại cái BG đội bạn luôn. 108, rất nhiều hot đến từ Xuân Thứ cần phải đẩy lên. Và tỷ số sẽ là 1-2 dành cho game thủ chúng ta ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Ok cho anh em. Được chưa? Cái ghê. Huy sứt để lọt lọt đến 3 lần ở cái BC này. Cày. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ngay sau đây thôi. Gỡ được một trận rồi anh em ơi. Tự khen. Đây là bầy hiệu đã có dành cho bài Catalian cho thành viên của chim sẻ. Làm vòng đi dò. Đây là một quả đang có, đó chính là 6 cây, 7 cây thì cho bài đấu này. Quả đầu 7, đấy từ ý thủ chim sẻ, bài cầm Catalian đầu cánh. Chúng ta có Rapper với bài cầm Acidian có đầu 6 cây. Trời rồi, đây là máy của game thủ Asus TV, bài cầm Yamato. Kinh nhờ Xuân Thứ ở trên đỉnh cao à. Một mỏ quả đầu hơi xấu đến từ game thủ Anh Huy. Chào anh Quang Anh nhá, chào tất cả em đang xem. Trời nóng này lười ăn thịt chó lắm. Đây là game thủ chim sẻ. Mai cỗ tầm 11 giờ nhá. Đến sớm sớm vào lùa của em con gà. Đâu cỗ đồng đấy. Anh em gọi là công ty trách nhiệm với bạn Hải Hưng thì thôi. Là vòng đi dò vài đấu này. Tiệc private. Đây là máy của game thủ gắn đi vài pan đang có vẻ khá là ok với ít nhất là 3 voi hưu đầu. Là vòng đi dò. Đấy, thủ gắn đi. Ờ, anh vẫn chưa người yêu đúng không? Mai có mấy bạn nữ ấy đấy. Mai có mấy bạn nữ xinh gắn đấy. Đây con voi được đưa về. Nó gọi là vòng đi hát lắm đấy. Là vòng đi dò. Còn ca sĩ. Gắn đi họ kinh lắm. Vào hát. Thằng nào hát 100 điểm 2 triệu nhá. Anh em gào rát cái cổ không được, được triệu gắn đi. Đây cũng ăn biển ăn trắng đây nhưng được 98 điểm. Voi đưa về bài bốc binh nhá.
Bài bàn đang rất ok đến từ cái thủ Gandhi và tôi cùng xem anh chém đầu cánh. Sẽ chém đầu cánh còn lại. Huy sức thì cũng là một bài có thể dâng vào trong cánh luôn. Còn Xuân Thứ đi chắc chắn là bài chủ lực của bên phía chúng ta rồi. 5 voi để cho bài bàn này. Không phải đi dò nữa, tập trung cầu hết voi về rồi. Quả phụ đã có đến từ cái thủ Gandhi. AC Zapper thì có thế gọi là gì nhỉ? Hổ ngồi trên núi rồi đấy anh em. Cao lắm. Thế hổ vồ. Bạn tôi bây giờ khắc nhập của thánh gióng thì kinh rồi. Giờ nhiều nhà hiền triết quá anh em ạ. Khắc nhập Xuân Thứ mới học được với bộ môn khắc nhập. Rồi con voi đưa về. Ad đầu anh trai ơi. Đây. Ad đầu đi thủ gắn đi. Đầu tiếp. Tầm dần gỗ rồi tập trung thì ăn với câu voi. Đợi đủ gỗ cái gần đủ gỗ tầm 60 gỗ chúng ta kéo dần đi ăn quả phụ. Ê rồi. Bài bàn bắc bình quá anh em ạ. Dòng quận hổ ngồi ngoạ hổ tăng long kìa. Kinh nghĩ nhở. Đây con voi tiếp theo. Tin nhắn group. Đó là tin nhắn. Tối được mang người yêu đi cùng không? Hay chỉ anh em thôi? Không. Hỏi xẻ mà. Hoàng Văn Khóc. Rồi kích đời như vậy là 7:30. Thôi mày tự nhắn đi. Anh đang lục đục độ đấy. Anh cũng trả lời. Vòi tiếp theo. Ê tí đi. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà đi chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao, với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý có thể liên hệ qua số điện thoại online 0707 616 626. Hiện tại thì công ty đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn dành cho anh em. Anh em có thể truy cập vào website kingblue.vn để có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 19 dân pan để tiến thủ gắn đi tránh tiếp trận nhá. Ở đây là BM. Hơi lỗi. Và đây là BL. Tí nữa vẫn phải chốt một cái E vào BM này. Thằng BM rất ảnh ương thái. Đóng cách một tí nữa thì đỡ bị chém chéo này nọ. Này bo ghe rất là nửa vời. Nó đi ăn vàng. Là kích 10 không bị 9 xin giò nâng công anh ơi. Chém rõ thế. Lên cái công. Ở đây là mỏ vàng đây cái thủ Gandhi hay kín vàng. Min Wan đánh cung A rồi. Min Wan của game thủ Mạnh Hào. Giò bắt đầu đẩy đi. Công giáp. Ui, bài còn cả voi nữa này, anh câu về không? Câu chứ. Quả quê. À, voi sẽ đưa về. Đốt một cái nữa mỏ vàng là cũng đẹp. Đẩy giò mỏ 2 đầu cánh nhá. Mỏ 2 đó chính là cái thủ Vinu 98. Người được cầm Roman. Vậy Roman đầu cánh này. Gandhi đang tăng luôn cái nhà BL thứ 2 rồi. Roman đầu cánh bạn này. Thêm một con voi nữa đến từ cái thủ Gandhi. Đây mỏ vàng đây đã bo bế ở thứ 98. Và giò thủ. Ai ở bài này khỏe nhá. Bài khỏe lắm đấy. Nhưng mà chắc là cũng không chịu được Gandhi đâu. Rồi tinh gỗ vẽ ruộng rồi ở BG anh ơi. 2L. Bánh xe. Khỏe. 98 định bú thêm bầy hiêu này, lấy giò chọc luôn mấy cái hiêu của nó đi. Thủ B rồi. Sao em ở đồ 2 giờ là P nó nhá. Xe đang làm gì đây? Đang xiên đồ 1. Rồi. Kìa, xe thường có lẽ không bơm đồ 1 à? À. À. Láo. Tạt luôn xong rồi. Tạm lại là 25 đối đầu với đồ 1. Ây kìa. Sao không trong cái móng đấy? Vâng, nó một là bài cầm cửa đấy, sau đó đây một đánh thủ gắn đi. Kìa đi qua kìa anh ơi, quay lại. Đây này, nhìn máy Huy này anh. Rồi, Gandhi vào trong rồi. Đây, Gandhi với tham lai là 26. Đang chém bò 3, ui đi khoanh ruộng này nó chết luôn, thằng bà này luôn. Min Wan này, vào. Ơ, chém được Min Wan này, ngon luôn đấy Huy ơi, vào đây em ơi. Về nhá, tập trung về từ này nhá, chém về từ này này. Vâng, đang đi sẵn BE đến từ game thủ Gandhi. Và Mạnh Hào đang chỉ ăn mới sửa, nhưng sửa không được đến từ Mạnh Hào, vỡ luôn. Vào em ơi, Huy ơi. Xả nó bay hốc nhá. Xẻ đang xin tí thịt. Gandhi đã chém bay hốc của cầm Min Wan luôn ở trong tình huống này với một bài chủ lực của game thủ Mạnh Hào. Đây, đang chém đây rồi. Bay hết hốc rồi đấy. Chạy về nhà thứ luôn bạn ơi, sắp phải đồ 1 giờ hở bạn ơi.
Ok, ok. Và Gunny sẽ chịu nhiệm đuổi màu 3. Và Huy sẽ xuống đi nốt người cầm một. Đây, làm VS trong này đi. Đen là chính vào trong nhà đội bạn. Và nhà đồng đội, xin lỗi các bạn. Và đuổi dân màu 3. Hôm nay Gunny đầu số là 28 ở trận đấu này. Bạn đẩy được màu 2 thì ngon nhá. Cần vàng lên ra 4 thì báo. Đang đi tìm màu 2 có phù ở phía sau. Tới từ cái thủ Vimilu 98 để phù dân của phù lạc đà cái thủ Gunny và đội bạn từ chạy về nhà màu 2. Hôm nay Gunny là 27. Và đây là máy của cái thủ chim sẻ. Vẫn đang chơi No 1 và chỉ ăn với ngồi cười là thế nào. Bài cầm Katha. Và Wizard bên này tham lại là 33. Tạt 1-4 á, nó có phù không sẻ? Có phù mà. Thôi em đi được 1 đi. Nó bo phù hay sao ấy? À không bo phù à, thế thì mút. Đây. Đây rồi, ui trời, không máy xe thằng này. Vỡ Wizard chém đồng như giỏi này, lên chém 1 luôn. Quá nét đấy từ Wizard. Ở nhà đang bị 1-4 vào quản kê. Chém hết vàng 3-4 rồi đấy. Đâu nó đâu sẻ ơi? Nó đâu? Đây. Vào trong thì chém cả hôm đấy luôn. Nó đâu? Và Gunny đang báo về là chơi luôn. Đâu, ui dân 3 kìa. Rồi đang chém dân 3 đây. Đây, 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 đang đuổi đây. Đó, đuổi dân 3 đã, không phải đánh hai vội. Đợi thứ đông đã, xong bơm cho thứ lên ra 4 đấy. Tơn vàng, tơn thịt lên ra 4 anh em ơi. Màu 6 đấy. Màu 6. Rồi đang chém 3 đây. Gunny là bóng này làm kích ruộng à, vãi trưởng thật. Rồi, ba này phế luôn rồi. Vi sức chém được hôm 4 chưa? Vậy là chưa. Đi này. Một vẽ ruộng nhà anh em ạ, tham 31 đến từ Vi sức. Và 1-1 bắt đầu có khung rồi. Ý đợi Gunny kéo xuống là ta có thể phay nốt 1-1 thôi. Bên này thì game thủ xuân thứ tham lai đợi số là 53, chưa qua được màu 2. Chưa gỗ 2. Sẽ tham lai đợi số là... Hãy anh em nhồi thêm tí đồ cho thứ khỏe hẳn không? Bạn vẫn đang gỗ 1 kìa. Ok. Tụ quân xuống 2 đi, bắt buổi xuống 2. Một to mà. Đây, Hưng chém đây người, đây, đây. Gunny. Bay đi. Rồi, tụ quân xuống 2 ra 4 rồi, gỗ 2 đang nâng cấp rồi. Ừ, thằng 3 bị chém, thằng 17. Bắn rồi anh ơi, xong rồi đấy. Lên đi. Đi, xuống thẳng nhà nó đi. Ra 4 rồi, sợ gì. Phù bắn rồi, chết luôn. Đi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Nó tuổi gì? Này, láo. Bảo xẻ bơm. Đây rồi, nó bên ngoài này, anh ơi, bên ngoài này, nó tháo ra ngoài này. Vậy. Không pha vậy. Không đủ bóng để vậy vì cũng vừa rồi. Nói chung là Gunny vẫn đang rất là đông lạc đà đây rồi. Nào, gỗ thầm 1 luôn cho kết thúc trận đấu không? Thằng A. Gỗ 2 đã có đây, bắn nốt con phù này. Rồi thằng 2 bay rồi. Mất cả phù đến cầm 2 và tham lại số thứ vẫn đang ở số là 70. Với bài cầm AC trên góc 12 giờ rất là đẹp của mình. Cẩn thận không lục nhà thôi, đóng lại bên mới ăn gỗ. Màu 2 đã bay. Gunny bên này tham lại 35 lạc đà. Gunny ơi. Thì ơi quần anh dài mới làm cái căn cứ địa ở trong này các bạn đi. Bẩn thật đấy. Ba về hồi lại bạn ơi, xuống đây đấm nốt thằng Minh Loan tập nữa đi. Hai đều đấy anh em ơi. Tập này xuống ôm 1-1 thì bất kể lúc nào. Anh đóng nốt cái BC của em gái. Đợi gỗ đóng nốt cái BC lên nốt cái đầu màu đi. Chưa xem 4 kìa. Ừ nâng đi. Em ruộng của ông nhìn kinh không. Nó lại lọt nhà màu 3. Nó lại chạy luôn rồi nhá. Có luôn. Đây, màu 6. Ok, cho 100 vàng cái bản đồ nữa. Bạn cần gì nữa không? Ok bạn. Rồi, Gunny đang ép gỗ để đóng cái PC. Gỗ lực công nghệ nốt. Và đi xuống gỗ màu 1. Mờ rồi, gỗ màu 8 anh ơi, xin chăm gỗ. PC để cho cái thủ Gunny. Rồi, sau tuần này đi làm cái bản đồ đi. Kia lên bản đồ trước phối hợp cho chuẩn. Đi. Huy ơi, xuống dưới 6 giờ em ơi. Mọi Huy xuống nốt là xong, 1-4 bay hốc rồi. Xẻ trận này làm gì nhở? Tham 34 loanh quá, loanh quanh, nó 1 không qua được. Cày ghê. Toàn đồng đội thi đấu, ông Xẻ không thi đấu gì. Và nó phải bắt nó 1. Xuân Thứ đang đi cùng với thủ Gunny với tham 2 đội xuống 91. Mình bắt đầu tăng thêm gà nữa bạn ơi. Tăng gà nữa luôn, nó khỏe. Đây, nào, đúng cái E vào đi. Đây, đúng E cho Gunny vào chém thì Summer làm chịu được. Tận tay. Và cũng nhà chính cho đầu vàng. Nhà màu 2 đến cho bạn. Cái gì? Vào đây. Khổ quá nữa em dài lọ mọ. Ở trên thì sao ấy. Đây. Đợi nữa đi. Đó, cũng có vào kìa. Đây, bạn E đây. Bạn E ngay giữa kìa. Năm nay là 104 đấy, từ Zapper. Bạn kìa. Vào đi anh, lọt đấy. Bạn từ từ, bạn thêm E đã.
Rồi vào đi, 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 vào và đi. Yeah. Lại chúng là 113 rồi, bỏ bạc nó ngồi đây với con cung Nga Minh Hoàn rồi mình quân lên. Đúng rồi, IC đúng không? Cũng là Summer nhưng có cung Nga Minh Hoàn đứng kề phía sau, nhà lọt bạn ơi. Ôi rồi, ai, đau nhá. Thôi thôi thôi, từ từ từ, hoãn hoãn hoãn, lùi tân quân lại đi ông bạn. Ngăn đi bo ruộng vào. Rồi, ok. Rồi rồi, từ chốt hộ đây rồi. Ở nó bo nhà cứng rồi. Tham Lai vẫn đang ở số đó, chính là 100 vỡ gian được vào kia. Đây đây, đang bắn trong nhà đây anh ơi, đang đỡ đây. Tự nhiên lọt ở đâu vào này. Ảo thật, thằng này lọ mọ thế. Gặp đúng thằng lọ mọ anh em ạ. Ông xẻ thì cứ ngồi cười, cậy thật cái đầu không đây. Không biết. Tham Lai 40, thứ bị đánh cho tét đầu rồi. Và cứ ngồi thi đấu với đâu 1-0 này, đồng đội thì ôm nhau túi bụi. Gắn đi Tham Lai 42, ui dồi ôi, ruộng này các bạn ơi, bàn ruộng thế này. Rồi bơm cho Huy lên 4 đi. Bơm Huy lên 4 đi, Huy đóng nhà đi em ơi. Đóng nhà đi, đóng nhà kinh tố luôn này, đồng đội nhiều đồ lắm. Đồng gỗ đi thì mới đóng được. Má bóng trẻ tối đen trên mừng trí, nhìn thấy đúng nhà đâu một, không đi đâu cả. Bơm vàng đi. Ui. Đợi tích nhưng mà vẫn bẽ ruộng. Thế bị tải, các bạn nhìn này. Chủ lực đánh chỉ nhìn thấy đúng nhà đâu một, không nhìn thấy nhà ai. Vâng, hai đều trong kèo đấu này, không hiểu ông sẽ làm gì. Đây các bạn nhìn cái bản đồ này, chỉ nhìn thấy búng nhà đâu một. Cày thật. Vãi cả gần phút nữa. Lúc tàn ví dụ còn chém bỏ vàng nó không bánh xe luôn. Cái bản đồ nó rộng rộng ra một tí, chứ nhìn thấy mỗi nhà đâu một thì chán ở đây rồi. Bài này chắc chắn bản đồ rộng anh em nhá. Bản đồ này sẽ không thể nào nhìn thấy một nhà được. Bởi kiểu gì các bạn phải dâng lên rồi. Cày ghê. Đây là mỏ quả lên cho cái thủ chim sẻ. Một mỏ quả đã có 7 cây. Vô vàn. Mệt quá. Đây là mỏ quả đầu đang có được, đó chính là 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ với bài cầm Persian mình, một thế bài trong cánh. Huy Môi thì ra đầu cánh mất rồi. Có màu 6 Zapper ở kịch góc. Đây Zapper, đổi vị trí cho Vision thì cũng được. Làm vòng đi dò lên Xuân Thứ. Đây kia có Egypt 98 nữa rồi. Đánh đời 40 mình không đạp đôi anh em ạ. Quân xấu thế nhở. Cay thật đấy. Đây là Huy Môi. Huy Môi đang có những đi dò với cánh rừng quanh nhà. Sao tự nhiên lại gọi là Huy Môi nhỉ? À, Sơn Môi à? Huy Môi. Chưa đổ lùa về cho bài đấu này, bài cầm Yamato dừng quanh nhà rất là nhiều. Bài Huy Sơn. Có hiêu đầu đây rồi. Đây là Gandhi. Gandhi đang có 7 hiêu về, một bài cầm Greg đầu cánh. Rồi bạn đánh nhiều phù trận này rồi. Phải còn hai con baby toàn phù này nữa. Và đây là máy của game thủ chim sẻ và Viper có đột biến hay không đây. 7 hiệu đầu đang có được, đó là 7 con đưa về. Với 7 hiệu 7 này các bạn ép đời 2 không trượt đi đâu được rồi. Rồi đây là 7 hiệu đầu đến từ game thủ chim sẻ. Hả? Không vòi. Quả phụ sáu mông gắn đi. Rồi bạn lên 4 luôn đi. Ui giời ơi. Thực ra bạn dâng lên thì bạn không chém được đâu. Bạn lăn quay ở giữa nhà chính thế này thì dãy đánh đánh rồi. Đây bầy hiêu đến từ Xuân Thứ. Voi về nhà nhưng mà lại chết dân ở giữa nhà anh em ạ. Đèn quá. Lại dên rồi. Cày ghê. Rồi hiêu.
Rồi, những con heo được sự từ từ đưa về nhà chính cho mình. Bài cầm cho Son. Trên một dân. Trong cái đó thì Gandhi đang có tham lai là 20/24, chuẩn bị thiết kế chiếc bè đầu tiên. Anh ăn đi cũng được nhưng mà em lại không thấy gì. Thế bảo anh ăn đi cho em chết luôn à? Yêu voi. Cứ hỏi. Sẽ có quả phụ khác rồi. Rồi, nó có đồ khác rồi. Hiểu 4 à? Gà cũ ơi. Anh em thông cảm, anh em dạo này tay chân buộc hết nhau. Không ăn nữa rồi, chết dần hết rồi, ăn gì? Hai người chết dần rồi đấy. Ôi. Cả xẻ và thứ đều có voi chết dần ở trận đấu này. Đây sẽ là BL với con 500 thịt trong người thôi. 9 tròn lên xong nhưng mà thịt chưa đủ. Gỗ cũng chưa. Vì sức thì thấy bảo đánh thẳng cung A rồi. Đang ngắm nghía để bo bế. Thôi xem xẻ chém trận này anh em nhá. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí cùng công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế để chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm, hài lòng cho quý khách. Hiện tại đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cộng với đó là quà tặng hấp dẫn dành cho anh em, thì anh em có thể truy cập website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bài số 1 King 1102 với con Babylon đầu cánh này. Cười gì, gặp đâu một thì chọc đi. Hi hoái à? Ok. Vâng, đang hi hoái No 1 tới từ game thủ Chim Sẻ và No 1 dường như đang giật về cái hốc. Hải ơi, chào các bạn anh gái nhé. Ok, chào bạn anh Hiếu nhá. Chào các anh bạn anh Hiếu luôn. Em Hải Mario. Chơi anh Hiếu kèo xe đẹp 3 dân ạ. Làm cái ao đây không? Ở nhà 1-1 dâng lên. Ôi chào mọi người. 1-1 dâng này thì đau quá. Truy vậy, người dâng L. Và Sẻ đang cố gắng đỡ giò về phía đối bạn. No 1 cũng đã có giỏ ở đây rồi. Bây giờ làm sao để bo được mỏ vàng này, mỏ gỗ này đây. Không đủ gỗ để Chim Sẻ để bo bế. Là sẽ khả năng cao là mất hết. Rồi, lạc đà bắt đầu lên rồi. No 1 thì có một cái hốc. Là Sẻ đang muốn trôi vào, chui vào nhà của anh thủ anh Huy. Đây, hốc No 1 đấy, mỏ gỗ mỏ vàng đấy. Vâng, Huy tham lai là số là 29. Đấy, vào đi kìa, vào đi. Ông tự bo lại đi. Đừng cấp bánh xe đi, Huy sứt đây rồi. Nó đứng kê kìa. Kìa. Bo. Rồi, xong. Rồi. Một cái nữa. Rồi. Tự nhiên ông Sẻ vào đây. Nó công cả T vào đây nhá. Ok kìa. Chết tôi rồi. Kìa là quần 3-2 rồi bạn. Và đây là AC đến game thủ Chim Sẻ. Bên kia một ban, hai xeang, một rôm. Tứ tuyển bên phía đối bạn. Ok. AC min ôm nhau đến từ Gunny và Chim Sẻ. Quả đầu đang có 7 cây từ game thủ Chim Sẻ này với bài cầm ACDN của mình. Và đây sẽ là chiếc nhà BG. Ok anh cầm Vinoan ai chịu được đúng không? Quá hay. Và bỏ vào đâu 7 cây dành cho bài Acilian của cái thủ Chim Sẻ Nắng.
chúng ta có Egypt trong tay của game thủ Sơn Thứ với một thế bài đầu cánh, quả đầu 7 cây bấy nhiêu đã có. Gandhi là bài cầm Minh Hoan, có rừng. Không sao, Gandhi sẽ đánh cung ôm với chim sẻ anh em nhá. Không sợ đâu. Có voi. Giết con Pan đi, mọi chuyện sẽ xong. Làm sao giết được nó? Có bấy nhiêu đây rồi. Bài Gandhi có vẻ là đúng thế đấy. Mark rồi nhá. Bài mắc binh đến Minh Hoan này rồi. Huy Môi Summer chưa đồ về. Cày ghê. Chính ra Huy Môi này bú mình hơi nhiều đấy. Đều thật đấy. Anh em này chết rồi. Rồi, như vậy là có hai voi đến từ Huy Môi rồi. Summerian. Chào anh em Hạnh nhá. Đây, voi sẽ đưa về thì không phải đúng này. Chịu. Đây, đưa voi về. Em chém cho nó đi, chém con Pan anh xem nào. Này, chưa chém trận nào ngoài trận IA. Đây, con voi đến từ Vision. Lục Seng thì để lục nhà đến 3 lần. Cày ghê. Cần thì đang thua đây. Trận này được bạn 2 Seng nhưng mà thường trong mắt 4-4 2 Seng hay thua lắm. Bài vẫn đang thiếu đồ đây từ anh Huy. Khi mà chưa có hiệu đầu và quả phụ. Mới chỉ có 2 voi thì đang cố dắt mấy con voi này về. Cháy chai Nam Định nhá. Tháng 5 sẽ có giải AOE League Cup anh em ơi. Con voi thứ 2 đấy là Huy Sơn. Rồi, thì quyết được con voi này thôi. Điều này là hướng sen. Nhầm. Bớt quay máy Huy được không? Dạ vâng, đây là máy xẻ anh ơi. Ép lên đôi ăn cả hiêu cả gỗ. Và bài AC đang không có đồ. Bài xấu nhỉ? À đấy, quả phóng đây. Chỉ là thiếu một đồ thôi. Nhưng mà nhìn nó vẫn xấu anh em ạ. Chưa giòn được. Gandhi thì đang có một bài Minh Hoan rất là bắc binh với cái thế trong góc 12 giờ này của mình rồi. Anh đang cơ cấu nhà cửa, khai thác thêm bấy hiêu con voi này nữa. Một voi rồi anh. Hai bấy hiêu, ăn hiêu trước không? Hiêu phi mất rồi kìa. Nhìn này xem bo rộng được không? Đang cắm cờ lại góc 1 giờ này. Nhà rất là khung với cả vực nữa. Còn một bấy hiêu này thì đóng hết nhân đôi, ăn cả hiêu cả gỗ luôn. Tới từ cái thủ Gandhi thì đó là S2. Rồi, lên ăn bầy hiêu này nào. Ôi, đây có quả nữa đây rồi. Huy thấy quả chưa? Ăn không? Sát mép ở đồ 1 giờ. Đi vào sát mép ở đồ. Cạnh với cánh rừng sát mép đấy là thấy. Thấy hỏi phát là mặt sáng lên này. Hết nhân đôi. Cú Gandhi còn đang định ra bú đốt, không thèm hỏi nó. May mà mình hỏi hộ. Thàm thật đấy. Định đua. Định bú hai quả phụ. Đây. Tí em bo cái BBBM ở đấy nhá. Huy Môi nhá. Đấy đúng rồi. Bo BBBM sát sát rừng đấy là kín. BG đóng trên đúng rồi. Đấy. Không, bấy hiêu này em ăn hết một quả. Sau bấy quả còn bấy hiêu nữa em vào bú đốt đi. Ăn quả phải bo hộ đấy. ăn cho no vào xong rồi xong rồi chả cục vàng ra đây. Bẩn thế. Đây là BM. Ôi tập trung đi đừng cười nữa không sẻ này. Đây là BL. Ăn lắm rồi. Và thông tin bảo vệ Pan bên kia đã nhận hai bầu kín góc này anh Hưng nhá. Đây là bàn máy của Xuân Thứ. Thứ kích 11 trận đấu này thôi. 11-07. 26 dân quả hơi xa. Sẻ thì chưa thi đấu gì cứ ngồi cười. Chà.
Bài AC27 dân cộng 1 anh em ạ. Nhưng mà nhìn thấy bài rất là rộng này, mà pan nó vào nó xả cho vài đường cơ bản thôi là một dãy. Dãy nảy lên luôn anh em nhá. Đang ướm để cơ cấu ra ruộng đây rồi. Tròn một khoai ruộng trong này. Kéo dân về. Vi môi. Zô màu 8, nô 1 đầu cánh. Bên kia thì chắc là hai sạc đánh cung rồi. L2 đến từ Huy Sứt. Bài này Huy ăn hai quả phụ thì 2L rất là đều rồi. Đây rồi. Đã gặp đấy. Ô, lên đời rồi nhá. 8 lên đời rồi đấy. 2L đến từ anh Huy. Cánh kia pan xem, cái này là zoom xem. Bên kia xem 7, bên này xem 6. Đây. Màu 8 có giò đi đây rồi. Có T màu 6 để lên luôn. Và tham lai game thủ anh Huy đang ở số đó chính là 24. Bạn đã ra xả luôn tên này. Kín rồi anh ơi. Ban bắt đầu vào tìm xẻ rồi. Rồi đang xả tên màu 6 đến từ anh Huy. Màu 8 thủ phụ nhá. Rồi đi chỗ khác rồi, vào chém luôn sen rồi. Vâng, loay hoay lại mỗi con giò đi Vi Sứt rồi. Đấy, tí ăn hết xong thì chốt đi BC rồi đấy. Gì ơi, đi vào một turn 2L vắt đều. Bên này thì Xuân Thứ tham lai là 2X đang bị pan đi vào khoanh ruộng của mình. Làm BS trong này luôn, đây là E đối phương. E của địch kìa. Không phải được rồi. Rồi, lạc dân yếu nhá. Bình thường. Xe ăn 7. Đi bắt đi. Tạm lại là 23 trên 72 bài đấu này. Xẻ bên này tham lai được số là 4x. Có cái gì vừa đi qua vòng 8. Gần đi đang bảo Huy đóng PC ở đấy, đóng rồi. Đã bắt đầu khung nhà mình với cái bài minh oan tham lai 4x. Đang từ tấm ra ruộng đây, thủ ra đi rồi, nâng gỗ 2. Đấy. Anh sáng kê sẻ luôn. Giáp. Đấy, nó đến rồi này, ban xe đến rồi này, bên nhà chính đi nhá. À, đông thế. Vâng, đang cá gì ở những con lạc đà ban bên phía đối phương. Đông thế. Đâu anh trai này? Đang cố thủ đây. Bán... Thông tin bảo vệ xe yếu. Thần Thứ đang chém được bay xe màu 7. Khi mà đội bạn để lọt nhà. Một mã xuống bắt đầu lao vào. Đây là dân thủ cầm màu 7 bên phía đối phương. Đó chính là thủ mạnh Hào. Hào đang lủng rất nhiều. À, màu 7 gãy luôn đấy. Thủ được rồi nhá. Thủ rồi bạn này. Và cái kia đang bảo vệ là hai người khỏe. Màu 7 dậy nảy lên với Xuân Thứ rồi. Nam 22. Đây chọc đi. Gỗ gì à, thêm 75 gỗ của nó. 7 mất tay nhiều lắm đấy. Chết nhiều dân nữa. Quy mô bên này tham lai 30 đang hồi hôm nay. Ê nhanh ơi, nhà kìa. 8 lên kìa. Đây đây đây, đang ra. Em cứ bò lại đi. Màu 5 bay hết ruộng nhá. Gỗ màu 2 kìa. Đã đưa cung A ra đây để kê rồi. Ơ lọt rồi kìa anh ơi. Ôi trời, chết rồi. Hai lều. Xem bò lại đi. Đi chạy thì dâm vào sâu bên trong đi. Xong ra bò toàn nhà cứng vào đi. Đây 8 bắt đầu vào đây rồi. Cả 6 này nữa này. Đen đấu không anh? Và thằng này gần đây là 65 ở trận đấu này. Hai miếng quân mới cầm màu 6 với phía đối bạn. Đó chính là cung đường xe của game thủ Vitamin U98. Ra đây, ra để bo lại đây. Đây, nó chạy ra đây, nó vẩy e.
Còn nhúng cung A thế nào nữa, các cụ muốn thế nào. Bây giờ phút 20 còn đang đứng một tơn quân bên nhà sẻ kê ông trẻ nữa. Rồi đây Xuân Thứ lại vào nhà Mạnh Hào, nhà Hào xấu lắm, lủng liên tục đấy. Rồi, dân này, đục đi bạn ơi, ruộng này, vàng gỗ này. Ngoáy đi, sóng đơn vào chọc. Hàm Lai đơn số là 27 đến từ Xuân Thứ. 7 chết nhiều dân lắm. Đây, quân đông nhiều dân chết liêng xiểng này, ui dân. Quá nhiều dân Mạnh Hào nó phải nằm xuống dưới sát thương của những con sóng đơn trong tay game thủ Xuân Thứ thôi. Gắn đi bên này bắt đầu ra bo nhà cứng. Và thủ nhà xong với Tham Lai 8x của mình. Rồi nâng lại đào vàng nào. Ok. Bò full BBBCBK đấy đi anh ơi. Đang thiếu gỗ là gì gần đi. À xem thằng 6 có lên 4 được không anh em ơi. Nó bao nhiêu dân rồi. Gần đi sắp mạnh dân lên nào. Đây là chim sẻ bắt đầu đi công. Bắt đầu 7. 72 để cho cái chim sẻ kia. Anh ơi bên nhà sẻ kia gắn đi ơi. Bên nhà sẻ kia gắn đi ơi. Đây là sẻ thằng 6 vào kia. Lùi bạn ơi, cả ban kia lùi. Đâu mà, không chơi. Chơi đó, phát ban chưa ra bạn ơi. Thằng nào bướng dưng xúc cho trận. Rồi, xem cũng sắp dân luôn rồi. Ê, sắp dân rồi. Dạ, bắn đi kìa, anh gắt đi bên nhà sẻ kìa, quân. Rồi, thằng này là 72, chim sẻ. Đây, gắn đi sang đây rồi, bắn đi. Rồi, xem bên kia bọn nó đánh nhiều dân rồi đây nhá. Đánh 4 thì lên nhanh đấy nhá. Có 6 ít dân luôn rồi đấy. Dọn đi kìa. Anh nghĩ anh lên 4 mà đánh Balita luôn. Rồi, thì cung A thì vẫn sắp từ đầu mà. Sáu đánh hot. Rồi, đưa cung A ra bắn đi. 8 đang muốn lao ở đây. Gần đi đang muốn gõ cái móng nhà BK. Thì chả kệ nó chứ làm nào được nó. Giờ muốn thế nào nữa. Cày ghê. Bây giờ toàn 80 dân rồi. Đen cả dân đi ạ. Cái ấy nhờ gần đi đen dần trước mặt khán giả anh em ơi. Thì ra phải đen đi đỡ ngứa mắt. Đó đủ rồi anh em ạ. Thấy rồi, kích 4 rồi. Để mình phải có Egypt lên 4 thì nó ngon anh em ạ. Egypt Summer thì nó rất là lợi hại rồi. Chưa thử. Thêm A nữa, gắn đi ở mặt này. Giáp 4 chưa anh ơi? Giờ 12 giờ được chơi nhá. Ô, toàn những cái gắn đi, BA BC2 7 đang sắp dần. Đến trận này đánh 4 nhà lên 4 được không? Mà thế này thì mình sẽ chiếm vàng hơi chậm. Gắn đi phải bung ra ngoài ăn vàng, giật đi thôi. Vâng, thằng lại 135 đến thủ gắn đi. Nào bên kia thằng nào lên 4 rồi anh em báo đi. 6 đã lên 4 xong. Lửa bắn chặn, tầm xa. Rồi, giáp 6. Vé được bỏ vàng đầu. Đây. Rồi, đi ăn vàng anh ơi. Chắc nó đẩy xẻ luôn đấy. Nó đẩy xẻ luôn đấy. Xong mình đem cái ruộng ở sát, không được để đưa công an sang đấy đi. Thêm 2 ga nữa đây đến gắn đi để có thể đỡ cái mặt yếu của mình. Không thể cho đội bạn lọt nhà được.
Đây, được mà thằng mình nhà xẻ kìa, nó sang nhà xẻ kìa. Rồi, đi ra ăn vàng đi anh ơi. Mình được kiếm vàng đấy nhá. Kiếm là vàng, đây, đang bắn đây rồi. Không ai sang kê đây rồi, cái gì đấy. Vậy được chứ vậy dừa. Vậy phải chưa. Này thì chú vậy này, này thì lạc đá. Ê à, nó vào kìa, chuẩn bị bó cho cứu đi. Rồi, 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 đứng qua mặt B đấy anh ơi. Đặt tôi đấy kìa. Và 1 năm ban hết lạc đài nhá. Anh em chủ động đi ăn vàng đi nhá. Ui đập đôi ba mặt yếu kìa bạn ơi, cẩn thận bạn ơi. Cái hổ gỗ bạn kìa. Nó vào thẳng A sẻ kìa. Mặt chặn sẻ thì cũng xong rồi. Đặt đi đôi cung A đây nào. Đi ăn vàng đi, đi ăn vàng đi. Vàng rất yếu nhá. Bên mình yếu vàng lắm đấy. Cố gắng cướp nhiều vàng đi. Đây. Thế kia Roman lên 4 cẩn thận nó công ca đấy. Tôi là tôi sợ thằng 8 nó công ca ấy chứ. Bạn cứ 4 thằng 8 chở công ca. Mình có hot với công A nó công ca chết dãy nảy với nhau hết. Ra đây ra đây ra đây ra đây. Sẽ phải đẩy cái này thôi, đẩy 7 trước. Không được cho 7 lên 4 nữa. Ok ok, sẽ đi đẩy 7, Gandhi đứng thủ rồi. Gandhi giờ chỉ giải quân đứng thủ và xem đi chiếm được vàng thì chiếm thôi. Bơm đồ. Thịt của Gandhi sẽ rất nhiều, sẽ là rất nhiều thịt. Ai lấy thịt không? Đang bị đè đấy. Bơm cho thứ thịt đi các cụ ơi. Thì em bảo anh Gandhi từ đầu là đánh Barista ra mà. Phải đánh Barista mới được. Bởi kích 4 lên 4 xong rồi nó đắp lời này. Toàn đạp đôi đấy. 6, 7, 8. Toàn đạp đôi. Rồi thứ đang xin vàng. Nhà kia anh ơi. Trẻ nó đẩy bộ 7 của cái mạnh Hamilton rồi. Gandhi phải làm cái nào đó để bỏ được Barista. 7 đông con lắm, chưa ốp được 6 đông. Ui, đập đôi rồi. Rồi, thăm ai là ở số cái gì đấy? Moria chạy. Đã làm 8 nữa này. Rồi, chả thôi. Hai đội bạn. Rồi, anh phải đánh Barista cơ. Chúng ta cũng trận đấy với trận đấu thứ 7 ngay sau đây thôi. Min Man đầu cánh. Trận thứ là bài đấu được cầm con Yamato trong cánh chim sẻ rồi. Đây một quả đầu. Mang thế đánh cung rồi nhá. Đây là một quả đầu dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này với một mỏ quả đang có được đó chính là 6 cây với bài cầm Min Man của mình. Bên kia thì có EIC Yaseng rồi, vẫn rất là đẹp. Hay anh chém AC sang đến cung, một thằng dâng A tìm chim sẻ nữa. Đây là Huy Môi. Huy Môi là bài đấu được cầm Maxe trong cánh. Đâm y à? Túi bụi à? Ông yên tâm đi, sang một AC nó sẽ dâng A lên nó tìm Huy nó bắn nha. Tết đầu. Zapper là bài đấu cầm Yamato trong cánh. Chúng ta có Maxe trong cánh và để Egypt Minwan ra đầu cánh. Đúng rồi, anh trả đá kẹo lạc ơi. Rất lâu rồi anh ạ, anh cứ hỏi thôi. Gandhi thì là bài đấu được cầm Egypt đầu cánh với bầy hiệu đầu 6 con được đưa về. Ồ, thế mà nhìn nó đang hơi trống đấy từ cái thủ Gandhi. Có thêm một cánh rừng đây nữa. Một cung A Minwan này. Thế từ tuyên bố đánh chém luôn. 3 chém 1 cung. Yên tâm, tí vẫn liên hoan mà anh. Số 5 lên vẫn thiệp nhé. Đang có những đi dò đầu tiên tới cái thủ chim sẻ. Có voi, hai con. Một con voi cu đơn. Về luôn, quả phụ đây rồi. Cung A Minwan nhưng mà bên kia tôi thấy quân nó rất là tuyển và nó sẽ có một lượng quân cực kỳ đông đảo. Bây giờ phải cung A Minwan giáp 4, gỗ 2. Vâng, phải hack kick. Yeah. Đây là vào đầu tiên sẽ đưa về.
Và tại quên voi được thôi. Rồi, bài hai quả phụ. Nhưng mà đây là quả phụ của Xuân Thứ. Bạn thấy quả phụ cạnh mỏ vàng chưa bạn ơi? Có thêm voi thứ hai đến chim sẻ. Đi dò đây, sẻ ba voi hai quả phụ đây, quả phụ đây là thứ đây nữa. Bài đánh cung A rồi. Không bạn ăn đi, ăn đi ăn đi ăn đi. Bạn ăn quả không bạn ơi? Không ạ. Nhiều người quả cho bạn đấy. Ăn quả nữa có khỏe không? Đây bây giờ đầu sẽ đưa về. Thôi như vậy anh em đủ đồ hết rồi anh em ạ. Vâng, và đến với trận đấu này tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều rất là đa dạng với nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ King Blue chúng tôi thì có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626. Hiện tại thì nhà chợ King Blue đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cùng quà tặng hấp dẫn. Anh em có thể truy cập vào website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một bài đấu hai quả phụ tới game thủ Chim Sẻ và sẽ đánh cung A đầu cánh. Đúng rồi, anh Được ơi, anh Lê Văn Được. Bạn không biết à? Ok. Kinh. Lê Văn Được cũng ở công ty tôi đấy bạn ạ. À. Không. Không bao giờ thua chỉ Được mà. Hai bảy dân tới thì đủ chim sẻ thôi, ta chuyển tay chém ví dụ như bài mà của rapper này. Sẻ đọc tham báo đồng đội cái. 58 lên rồi nhá, ya sen. Mệnh lên siêu sớm luôn. Sẻ này tươi thế nhỉ, đúng rồi anh ạ. Thua nên là đang tươi. Cho đồng đội có động lực thi đấu. Thì thua lại buồn nữa thì anh em không thi đấu được. Vâng, 10-33 đến từ Xuân Thứ với 25 dân đi ra. Dân L chém đầu cái chim sẻ. Nhân vàng. Sẻ thì tuyên bố luôn bài chắc đi sớm rồi. Các cụ quên dần đi. Thì thứ làm khoanh ruộng trong này quá ngậy. Ya dân vào nhà huy sức rồi. Mấy ngày bạn sẽ tìm huy sức để đấm mà. AC đầu cánh bên kia. Như vậy là sẻ sẽ gần bài xeng đấy. Cánh của sẻ và thứ khả năng cao sẽ là xeng. Nó đẩy giò. Bò vàng. Hai e nữa là kín. Nè nè bò lại. Rồi một cái bên này nữa là xong. Ok. Bảy đầu cánh đánh chém Ya mạnh hào. Ô xin luôn vàng đi. Công giáp với bạn này. Kéo léo à. Đặt léo tí. Ok, giật vào liên tục. Như 98 luôn. Chọc gió nó bị rát. Đợi gỗ đóng L2. 7 đã lên đời. Sẻ bắt đầu ựa. L2. Chim sẻ đã bị mạnh hào chơi rồi thì phải. Xeng như dâng ngạ đấy. Quay kiểu gì làm xeng đấy. Em không biết là người nó cứ ra xeng rồi không biết làm nào. 1L, 2L. Trong một bài Yamato phía đối bạn. Bắt đầu ra ruộng rồi Xuân Thứ. Làm một dân nữa. Úi giời, hai chém đề thủ. Các bạn không bỏ được vào vàng nên là hai chém đầu về thủ con giò của Xuân Thứ thôi. Sẽ tham lai 26 rồi. Tình hình nào giờ muốn quýt lắm rồi hay sao? Ngó. Trái gì nữa? Bỏ bế nhà cửa mình. Đừng cung A hai áo. Rồi. Cho vàng một anh em ơi. Bây giờ thứ ba.
Đây là mặt máy của game thủ Gandhi đang chơi với 98. IA rồi bạn, chuẩn bị tạt nha Gandhi rồi. Gandhi đang đi BA 98, đỡ nào ra chém của đó. Cứ đang đi vào 7. Rồi bạn còn một con sen của nó 1 chưa thấy xuất hiện. Sen đầu cánh bên này. Rõ ràng đầu cánh 16 mà. Ừ thì có vấn đề, có ai mất gì đâu mà chẳng cân. Hàng 34. Cổng giáp. Này giờ liên thiên quá rồi, tham 37. Tạc hại quá anh em ạ. Và đều đi môi với tham 18 đang xiên vào nhà màu 5. Trong cánh, giật hốc. Hình như nó một đang... À đó là bài chuyên mệnh. Quý tham lại 18 rồi. Zapper tham lại 30. AC bài xấu thôi. Sen đâu nhở? Rồi sen kỳ góc màu 8 rồi, nhà bắt quân Huy Sứt. Chưa có chiếc 3 đây anh Huy. Ai có thịt bơm màu 2 tí lên chiếc 3 xiên nó cái. Đây. Đâu cái chiếc. Thiếu, thiếu nữa, thịt. Đây, nó có hốc. 8 đang kê, chưa chọc được, phải có thịt. Rồi, nâng chiêng ấy. Rồi. Nuôi đi, nuôi thằng này cho nó đi xiên hai thằng IA với xe này đi. Sóc đều hay đi, làm nào sóc đều hay được. Tham lai 18 nhờ bài đấu này. Đang tụ y đến từ Vy Sứt. Màu 8 đang đứng bắt quân. Rồi. Chiêng 3 đã có đấy anh Huy. Vào xiên luôn đi. Bạn ơi chém bạn ơi, chém bạn ơi, chém bạn ơi, chém bạn ơi. Rồi bạn chém đi để Huy Sứt vào xiên. Hôm nay là 17. Xiên vào với hốc của người cả màu 5 hay siêu đều. Rồi mất tân dân ăn hoang rồi. Rồi bạn đứng nhà bắt quân hết rồi đấy. Mình bắt đầu vào xiên một năm trước. Hay lên. Ờ bạn cứ đi đi, bạn đi đi. Nằm một cái hốc này bé gì. Đây tân mới. Xiên đây. Màu 8 đang đứng dưới ở Yu Huy Sứt. Con Y Max C đang rất là trì để có thể đâm vào nhà màu 5. Cả màu 6 về luôn này. Xe người AC và Yamato đang có hốc ôm nhau. Đông với bạn đây. Không chơi được. Đông lắm, có 3 thằng, à 2 thằng đây mà. Y đang áp sát với con Y của mình. Tham lai 14 đến từ anh Huy thôi. Bên này thì sẽ tham lai 82, nhưng vấn đề bây giờ là AC và Seng đang ôm nhau. Bên kia màu 8 nó 152 dân sẽ 53 dân, còn 98 thì 4x dân. Thứ tham 40. Lại về đánh 14 à. Như nào đấy anh em báo lên. Đánh 14 bên nó không cửa đâu. Vâng như vậy về tất nhà sẻ rồi. Sẻ ra lại 1 lít. Bảo anh em về đây tí em nuôi hết cho. Anh em quay sang xin đồ tí nữa. Nhưng bây giờ chưa nuôi được. Nó chuẩn bị đi ốp rồi. Và trong 3 giờ lên bản đồ. Và 3 giờ đứng kê đồng đội. Trong 3 giờ nhiều lắm em ơi. Và 3 giờ kê đồng đội đi. Đây, Huy Sứt về đây rồi, Huy Môi về đây rồi, Gandhi về đây rồi, thứ trong 3 giờ sẵn rồi. Trong 3 giờ rất là đẹp, vấn đề là anh em có về được hết hay không thôi. Đây, ruộng đường này, Huy Môi đi vào 3 giờ đi, kích 4 rồi. Ốp thì phải chịu, Huy biết làm nào. Cả 6, cả 8 đang sẽ đi ốp nhà, nhưng phụ chim sẻo sẽ tăng ngang mặt 3 giờ luôn để kê đồng đội. Đấy, trong 3 giờ đấy nó hồi thì... Ok.
đừng có đào vàng, đừng công nghệ. Tối cái e cho kín đi. Xe đang lùi cung A ra phía sau đứng rồi. Anh em tự hồi với nhau đi để sẻ đỡ tân ốp này đã, chứ không thì thua luôn à. Ông đạo từ. Nó đến rồi kìa. Đây, đấy, ôi trời ơi các cú ơi. Nào. Bạn lùi tí đi bạn ơi. Đồng thế. Ôi buồn gì gì, ủng hộ. Đây, bảy nó vào. Đến 4 xong, đứng công nghệ nào. Công nghệ đi. Nữa, bắn chặn, bắn xa. Rồi nó không ôm được nó về rồi nhá. Phủ được rồi đấy. Huy cho dân hoạt động đi em, đừng đứng chơi nữa. Rồi, bơm cho Huy sớt tí. Nhà kìa, ôi ôi Huy ơi, Huy ơi. Huy ơi, các cú ơi. Huy bo lại nghe đi. Thôn ruột đi. Rồi. Nằm ở đâu chui vào đây, ruột cái anh ăn đi kìa. Ăn thịt đâu. Rồi bắn nó đi. Tay bơm cho Huy tí gỗ cái khổ quá. Nào bên kia thằng nào lên 4 anh em điểm rách đi lần đi mà vừa. Sao lại cả hai thằng lên 4 rồi á? Và cho sẽ quýt luôn rồi. 5-2 rồi bạn. Vỡ quá. Đây là bài Hitty đến từ chim sẻ thế trong cái chỗ lưng. Kết thúc đội bạn đi. À nhầm, bật đi. Cái biệt 3 trận thôi, sau trận này là cả 2 trận. Bật là đúng rồi, đi ăn luôn đấy, anh em cố gắng lên nhá. Quyết tâm lên nào anh em, quyết tâm lên. Tôi không cần biết bạn ấy gì, quan trọng là phải bật được. Được, không con cá nào thì cá bật cả. Chỉ có bật lửa thôi. Và đầu 7 cây dành cho game thủ chim sẻ nắng với bài cầm hit đi của mình. Vì môi im lắm. Bú của anh xong không nói gì. Cay ghê. Quy mô đã có một bầy hiêu rồi. Được. Mày thắng đi rồi tiếp tục. Làm vòng đi dò bài Persian này. Bầy hiêu đầu mấy con đây. Một con duy nhất. Ơ à. Phi không nhảy. Đây bầy hiêu đầu đấy, Quy mô hiêu 4-1 voi. Bài đấu được cầm pơ ở đầu cánh từ Wizard TV. Ngăn đi là bài đấu cầm phô, chém đầu cánh. Rồi hiệu về gần vàng nó bên nhân đôi. Xuân Thứ sẽ là bài cho son đánh tại nhà thủ phù. Còn phù đấy bạn thì gần cho nó đến nó chém phù tự phù là được. Đúng chưa? Cứ sắp rồi là được. Hà Thúy Bình à? Không, mình đông anh em nhưng mà nó không chất lắm. Vì mình không có tay mà. Bà gắn đi khung nhưng mà vẫn sẽ đánh chém thôi. Chưa thấy gọi. Chưa thấy gọi. Cái gì? Và đang có voi đến từ Wizard. Rồi, bài Bắc Minh. Ba voi yêu đầu. Mohamed nữa. Lắm nhà hiền chết thế à? Đây là voi đầu tiên đến từ game thủ anh Huy. Bài bài bơ của mình. Anh em yên tâm, kẹo này bật mà.
S đâu? Bà hiểu lên được rồi anh. Đi dò đi. Giờ mới phút thứ 6 dò tiếp. Con voi thứ hai đến từ Wizard. S đầu thiết kế tại một cánh rừng thông rồi. Yêu đầu 3 voi và Viper này. Không biết là còn gì nữa không, thế bảo Mohamed. Giải quyết con voi này. Ake à? Được dần, kích em ơi. 64x, 22 dần. Bất kể thằng nào. Được chưa? Được chưa cụ ơi? Không thấy cụ nào bảo gì này. Rồi con voi tiếp theo. Đây sẽ con voi thứ ba đưa về. Dò vòng nữa tìm vàng, tìm đồ ăn sau khi lên đời. À đây có một vàng cạnh cánh rừng đây rồi. Tránh Tuấn Phan nhá. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí, công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh so với các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ta những sản phẩm có chất lượng, độ bền, đồ định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng cho quý khách. Hiện tại đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi và còn tặng hấp dẫn dành cho anh em, thì anh em có thể truy cập website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong để anh em ủng hộ cho một đơn vị đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 7 kẹp xăm. Ui, có bơm cho Gandhi chăm thịt không? Xin con giò. Đấy, bơm đi, cho bơm cho Gandhi đi. Bầu 4, rồi. Đủ chưa? Chưa đủ à? Đây. Đủ chưa? À. Bơm cũng kêu à? Không gì lãng phí cả. Giò lại có đẩy đi luôn. Bạn đấy hiểu luật hơn cả tôi à? Làm VG. Đang đẩy giò đầu cánh nhưng mà chưa gặp ai, đây là Vimoi. Đây rồi. Mỏ mới đây, hai mỏ vàng đấy không trượt đâu rồi. Cộng giam ngựa giò. Ơ? Thằng nào đây ở bên dưới em ơi? Thế ai anh em ạ? 6 nhá. 6 đầu cánh Greg. Vitamin U98. Rồi công giáp rồi. Nốt cái E đi. Tránh trong chéo mỏ vàng đi. 1L. Pan ở cái bên kia. 7 kèm xăm anh. Thấy bảo Gandhi có tên ăn xanh rồi. 1L đến từ Visus. Đây đã nhìn thấy mỏ vàng rồi, bạn lạc đà đang lên. Rồi bạn đã bò mỏ vàng xong. Ở trong chéo được, trong chéo được. Anh đợi gỗ đóng cái L2. Cầu thủ 1P. Gandhi đang bị hai giò chọc. Vimoi đang đi mỏ vàng màu 6. Cứ thằng nào ra sửa là chọc thằng đấy. Rồi 6 sẽ mất vàng và sẽ không đủ vàng thủ phù. Xong tiếp kìa em ơi, nó ra sửa tiếp kìa. Đấy, lại làm con nữa. Xẻ kìa. Chơi kìa. Đây cái thủ chim sẻ với thằng Lai 30. Một bài cầm Hitty ở trong cánh, đang ra ruộng. Gandhi đang báo về phế vì bị hai nhà chọc, đang bắn rồi. Đây. Nó ựa ở đây, thấy vàng rồi. Bỏ vàng nó ken e được hay sao đấy bạn. 4A đến chim sẻ. Với bài Hitty này, Gandhi đã phế. Mẫu 7 đó chính là Mạnh Hào, người cầm Kata. Đang, đồng đội đang xin thịt lẻ lên bánh xe từ Gandhi. Bên này thì Vimoi đã giải quyết màu 6 rồi. Có cả phù đến từ Wizard nữa. Nhà màu 6 có 2 mỏ vàng đấy, Huy đã thấy hết rồi. Bắt đầu vào trong cánh. Ơ, à, phù luôn chém à. Đây rồi. Chém nó kìa em ơi, thấy chém nhà con phù, phù. Vừa đi chấm màu 6 đi qua đấy. Vâng, đây công nghệ phù và 2P đưa anh Huy luôn. Và bị Ken em mỏ gỗ đến từ Wizard. Làm luôn ngựa chém. Phù đây. Rồi phù được cả giò cả chém đội bạn luôn. Yup. Ken em kìa, Ken em kìa.
Thôi nó bom mất rồi. Tham Lai là 27 đến từ Huy Bôi. Lạc đà này cho đi nốt đi, đứng đây làm gì nữa. Rồi, Tham Lai là 27, Gunny bảo vệ đã bắt đầu phải chạy nhà với Tham Lai 22. Chạy thẳng đi, màu 8 đẩy quân lên rồi này. Phù lạc đà màu 8. Làm luôn hai lạc đà rồi bạn là đẹp. Ok. À, đen hai lạc đà luôn đấy, cầm màu 8 rồi. Bên này thì chim sẻ Tham Lai 4x. Kata lên thằng 4 kia, màu mấy, ở đâu? Kata 1-5 ở đâu anh em, tìm thằng 5 đi. Chắc 6 giờ rồi. Chắc trong cánh ban đấy. Xem vào tìm nó đi các bạn ơi. Giá 4 đã có thì game thủ chim sẻ, nhưng Kata của game thủ chim sẻ đang lên thẳng 4. Một bài đấu ở trong cánh, Huy Sức đã nhìn thấy đội bạn. Vâng, đang phủ y đối phương. Ban lên 4 xong rồi nhá, ban lên 4 xong rồi này. Ờ, xong rồi. Huy đang vào chém. Với bài cấp bơ của mình, đang phủ được rất nhiều y của game thủ Yên Minh 98. Đây là nhà L bên phía đội bạn và đang bắt đầu tăng A, nhưng nó chưa tăng được A thì ở chơi. Phủ đã bị chém. Đây, một tơn vào chết, chỉ có cung vào đây là chết luôn. Ờ, chém lúc khay ruộng đi. Ai vào nhà màu 5 không? Ở nhà màu 6 đang lao lên nhà Huy Sứt. Phù luôn. Ôi, vậy kinh ý nhở. Đây là ai nó ở ngay 3 rưỡi này. Gom hết quân lên đây thôi. 6 không cửa đánh nhà Huy Sứt rồi. Tại con giò. Tham Lai ở số là 30 dành cho game thủ anh Huy ở trận đấu này. Và đang đưa cả phù cả ngựa chém lên nhà. Người cầm màu 5 nó chưa tăng được A. Xiên được Y đội bạn rồi. Đây thôi. Vâng, đội bạn đang có rất nhiều phù. Sẻ bên này Tham Lai đờ số là 67. Tuấn Thứ sẽ giải phù bên nhà chim sẻ, còn để cho sẻ đẩy quân. Đây, sẻ có 300 thịt 50 vàng đây rồi. Đấy, bắn lên 1 năm đây rồi, bắn đi. Huy vào đây mới hết phù rồi đấy. Nó chưa hot đâu. BK đây, chim sẻ. Nó trên luôn rồi. Bốn cái gì? Sách này. Huy bắt được luôn dần dần của vậy. Nó đã bắt đầu lựa ra nhưng mà ra rất là kiểu dớ dần. Tôi sẽ tân đồ kích 4 nào. Trăm thịt trăm vàng kích 4 luôn 1-1. 50 vàng kích. Rồi kích 4 thành công lên chia sẻ với con Hitty này. Thế là xong. Tỷ số sẽ là 3-5 dành cho cái thủ chúng ta. Gỡ được một trận rồi. Trận này không gỡ thua rồi. Được bản đồ được đào vàng. Đây còn bỏ vàng rồi cầm 1-5 nữa đây. Nó 1 đang có một vài lạc đà bên này. Thằng nào hú đấy. Đấy, phù đây, phù hot đây. Giờ ăn máy của thủ Xuân Thứ với Tháp Lai là 50. Lên bản đồ. Gunny đang xin đồ để hồi. Tháp 20. Bắn hộ sư tử với trẻ ơi. Nhà đã có 6 nó chém. 23 đây rồi anh Huy. Rồi và tỷ số là 3-5 để cho cái thủ chúng ta. Gỡ anh em ơi. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây. Chúng ta đến với trận đấu này. Cho Son dành cho game thủ Vimoi ở trong cánh. Sẽ ở giữa ba nhà đây rồi. Và cả Thứ và cả Vi cầm cho Son cho gắn cả làng. Không gắn được thì chúng nó đem đi luộc. Đây là một quả đầu đang có được 6 cây ở bài đấu này. Hấp à? Cho hấp. Tôi gọi chó luộc cho nhanh. Nó nhe ra kiểu nhanh tắt chó đấy còn gì nữa. Đây là màn máy của Zapper với một cho son nữa. Đây anh Hưng này, Zapper bài tàu. Đấy dừng đây. Bạn đùa anh tôi à? Không thấy quả thì anh phải đánh thế này thôi. Rồi. Cụ chém đầu cánh đi. Bên kia có 2 Zoman cũng rất là lợi hại. Và có một cung Amin One đấy nấu 1. Chuyên mệnh cầm Summer chắc là sẽ đánh cung rồi. Là vòng đi dò đến từ cái thủ Gandhi và Persian đánh bay tàu. Một bầy hiêu đầu đang có 5-6 con gì đó. Giờ ra thấy voi nữa đẹp. Là bài bơ chỉ cần như Huy trận trước là ok lắm rồi. Huy sức trận trước cầm bơ cân gánh là ok. Đây có thêm bài hiệu nữa tươi rồi. Tội không hiểu nữa. Mohamed Salah. Đây rồi. Hai voi đến từ Gunny nữa. Bài tươi nhá. Ôi quả luôn này.
Mang 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 mang. Em gọi anh ơi, em gọi anh ơi. Cố vào đây. Xong tới con dân tiếp theo cho dò vòng nữa đây. Ở bên này còn 4 voi nữa cũng chưa dò thấy kìa. Đấy, đưa con voi đầu tiên về. Một vòng. Mohamed nhá. Hỏng Huy xuất cái. Huy môi tự nhiên Mohamed. Đấy, con voi đầu tiên để Huy đưa về. Vàng đôi Dũng. Trận này nữa 4 năm, trận sau 5 đều. Trận sau nữa chúng ta dẫn trước 6 năm và trận cuối là 7 năm. Ôi giời. Quá đơn giản anh ạ. Chứ có gì cả, cố lên anh em. Vâng, bài Xuân Thứ đang báo về bài chó son cắn cả làng rồi, bài đẹp. Làm BG không anh trai? Hay đi ăn hiêu luôn. Anh trai quyết định ăn hiêu rồi. Còn vòi tiếp theo, mình nghĩ vẫn sẽ đóng BG nếu gắn đi đấy. BG thì còn đóng mờ, nhớ biết đâu vì sức nó thiếu đồ, bơm lại nó, trận trước nó bơm ra nhiều quá. Làm BS. Chịu à, đưa vòi về. Tình anh em chúng ta không rời xa. Né sư tử. Lộc ai người hưởng. Đánh quên voi rồi thôi. Rồi làm BG ăn quả nữa đẹp. Mắc bèo. Hay quá anh ơi. Vừa đánh vừa khen mà anh còn không đánh được nữa thì chịu. Hai quả phụ. Không chịu được khen à? Đấy, có thêm vòi... Ây da, câu voi bóng đêm. Quá lộ liễu đến từ gắn đi. Đã bảo bên này còn nhiều voi lắm mà. Thì con voi này về thôi. Có tí quà quê. Cười! Okay. Rồi, kích đời trượt. Cười! 703, muộn hơn Vinh Sứt. Ấy, voi tiếp theo đưa về. Thì đóng lờ cao luôn. Rồi và đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Kim Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Kim Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm Kim Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh so với các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, Kim Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. Kim Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng cho khách. Hiện tại thì đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi cộng với đó là quà tặng hấp dẫn dành cho anh em, thì anh em có thể truy cập website kingblue.vn với để ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cầu vòi trên dần đến từ đại sư 21 bạn ạ. BMBL bài kích 9. Sơn Tử em đợi 9:30 mà đồng đội vỗ tay. Ok bạn ơi, 9:30 chó son hay quá bạn ơi, đúng bài map map gọi là map cho cắn cả làng. Công giam giờ đồng đội bảo chó cắn cả làng, bảo chó dại thế này. Không coi đồng đội ra gì này, hỏng bạn ơi, nó bảo bạn chó dại đấy. Láo quá rồi, hỏng rồi, không tin tưởng. Một cái gôn này. Công giá bay lục phải một. Ôi thằng này đời một nhá. Mạnh Sumer. Cày thế nhở, gặp ngay Sumer. Hai à? Rồi. Thế chắc Minh ăn đầu cánh đấy không? Tìm xem một đầu cánh này rồi. Đang xem nó đi đâu. Đấy gắn đi. Đợi gỗ đọc cái L2 luôn. Đấy Zapper. Đấy bảo thí con giò với đội bạn luôn. Nó dâng một L đấy. Bốn đầu cái đấy cùng. Vừa đóng nhận điều kiện xong, kích 11-40. lo một nhá. Cố gố link đâu một đi. Thằng đầu cái Summer không đánh được, nó bo nhỏ thôi. Thằng 3 dâng L vào đây nhá. Zom. Gắn đi đang bị mất mỏ lực của mình. 2L đi ăn hoang bấy hiệu trước cửa 1-1 luôn. Giò Mạnh Hào đang khá là sát thương. À, nó ăn một quả này ạ. Rồi, xiên ra đây. Một này chắc không chịu gắn đi rồi. Xiên xéo. Rồi, là đà chém luôn dân này. Đi đâu? Rồi. Và đây là cái thủ chân thứ, thủ 1P. Công giáp, đây là hai là thủ phù. Thằng hai thủ phù đúng cái, 300 cái dương L. Nó xa mà. Thủ phù. Đánh cho bài đấu này rồi. Ê. Cái này được không? Không được.
Hai đang chém nha, giờ của Xuân Thứ khá là khó chịu đây rồi. Nhưng mà Xuân Thứ có P và không bo được. Rồi tụ chém đi. Một đánh bo nhỏ thôi. Xong bốn để đánh cung Nga kiểu này nhờ. Chắc là có hốc ở đâu, bạn tìm xem cái hốc ở đâu. Thằng hai vào nhà em nhá, sẻ ơi. Một chém. Một dâng Nga đấy. Thằng ba kẹp, thằng ba đầu cánh ấy. Ba đầu cánh ăn đi sát mép bản đồ, ăn đi không tìm thấy rồi. Sẻ bên này tham lai được số là 33. Thằng một dâng Nga đấy nhá. Đang lên, đang lên. Ngai vào đây rồi. Các bạn đang dâng lên để có thể bắn chim sẻ nhắn cả màu 2. Đang vào, vào tìm chim sẻ. Này sẻ chưa đẩy được quân vào một, bắt đầu đến bắn cũng khoanh rộn chim sẻ rồi. Cái nhờ. Chưa đòn lắm đâu. Vậy bắt luôn, nó dâng 3 rồi. Vậy đây, bắt đi. Đang bắt 1-1 trước, đến với vụ chim sẻ. Đang quay lại rồi. Đến luôn BA là 1 đi. Vậy một này nó chỉ sóc mấy con thôi. Ba vào sẻ luôn nhá. Một yếu rồi. Đây là sắp đơn mạnh hào. Hôm nay chim sẻ đơn số đó chính là 44. Một này còn chạy dân đến là chim sẻ ở đây nữa này. Sẻ đang ốp BA gần 11 luôn. Giáp 2 đã lên xong. Giapper bên này tham lai là 22, đang bị máu 2 chơi sắp đơn. Một phế luôn BA rồi, nhưng mà em phải đẩy được quân bởi vì thằng 2 nó thủ phù rồi. Thứ đang bị chơi đau quá. Gunny bên này tham lai 12, đã bắt đầu bị có 3 chơi. Chưa giòn. Huy tham lai 20 rồi. Bây giờ làm sao để ốp được 14 bên phía đối bạn. Sẻ chưa đi được. Đi đánh thằng 2 đi. Và như vậy là 1-1 đang móc máy nhà chim sẻ. 2 ở trong cánh. Đang vào. Và đây những con sập đơn đến cầm màu 2. Gunny vừa chém được 4 phù đội bạn nên là Huy đang muốn quay lại xúc màu 3 luôn. Sẻ đang đốt A11. A11 vẫn đang ngoáy bên trong nhà cái vụ chim sẻ. Một vài cung R đến từ Samaria này. Đây là sập đơn của cái vụ viên Minu 98. Rồi bán hết phù rồi bạn ơi. Vào đây, nó bay hết phù đấy. Tham lai sẻ là 52 cơ. Đang bắt nốt nữa chém người cầm màu 2. Rồi nó bay hết phù rồi. Một giờ không có gì đâu, nó đi ra Nga bị đốt A rồi. Để lên ruộng nó đi, xem nó ra ăn phù được không. Tham 52 đến từ cái thủ chim sẻ. Đơn gỗ 2. Còn mỗi đầu 1. Một lát nữa ta quay lại đến đầu 1. Cả màu 3 đấy, màu 3 khỏe đấy. Từ đang hơi mất tay màu 1. Thằng 2 chạy lên 12 giờ này. Sẻ tham lai là 5x. Đấy, Sirian. Đấy, cũng gồm 1 đây. Rất chịu khó chạy tới từ cái thủ chim sẻ. Cứ chạy vòng tròn này. Rồi bắt nốt hàng cùng lượt này. Chạy nữa đi. Chạy. Sẻ đang đi tìm đây rồi. Ở nhà thằng hai có gì nó chém em kìa. Đây bắn gỗ một rồi nhá. Một bay là mỏ gỗ đấy. Huy chơi được một ba chưa? Ba đầu cánh. Ba bay rồi. Đầu cánh Huy với Hưng. Tham lai là 14 đến Huy sứt. Gunny tham lai là 20. Rồi như vậy chém được tân. Chém được một tân dân nữa. Tới từ cầm 3 và Gunny ăn được bấy hiêu này thì rất là mất binh. Sẻ bên này tham lai là số là 64. Không, cần đánh nào nữa. Đi quản đi tìm thằng 2 đi, xem thằng 2 nó hồi đâu đi. Để em ra cắm con ra giữa bản đồ đi cụ. Cho vàng lên bản đồ các anh em màu 5. Màu 1 vừa bắn bay ấy rồi. Đây là sẻ đang đi bắn 1 đây. Chưa. Đây là BA mới của người màu 1 nguyên thủ truy mệnh. Mệnh như nó đang đi lên chỗ 7 hiểu gắn đi sao ấy. Em đuổi theo con cung đợt đấy đi. 70 đến từ cái thủ chim sẻ. Đang BC để bung dân một tơn. Giữa bản đồ đã nhìn thấy dân màu 1. Tìm đi. Đây màu 3 đây. Cái gì? Ai đấy thường chỉ bơm cho nhồi mỗi con sẻ thôi chứ. Đang nào. Gunny ăn được 7-7 to đùng rồi. Đây rồi thằng 1 bị tóm rồi nhá. Đi, đã tìm đến 1-1. Rồi, xúc.
Rồi, chém rồi. Không có gì. Một trên 10 dân nữa nhá. Một pin luôn đấy. Tham vách mạnh lên rồi đấy, còn mỗi con 4 thôi. Thằng 1 vào trong 9 giờ bị tóm rồi. Bị tóm 10 dân trong 9 giờ rồi. Có 500 thịt nhá, 600 thịt đấy. Đây, con 4 kìa, bạn chém vàng luôn nhá. Đây, đang quẩy đây, đang quẩy đây. Tham lai được số là 23. Đây, cho Sơn Thứ đang quẩy trong nhà 4. Nó cũng ra ăn vàng thôi. Ai quản kịch 3 giờ đấy. Hốc thằng 4 to ra rồi nhá, thằng 4 hốc to, mở to hốc rồi đấy. Đang có 600 thịt đấy, màu 3 đang ngoáy chim sẻ trắng. Chắc gì nó đã lên 4. Tăng quân nó đẩy đấy. Ai thừa gỗ bơm thứ 100 gỗ kìa. Bên mình không nhiều quân lắm đâu. Vâng, tham lai đầu số là 92, mùa 1 đang tiếp tục ngoáy chim sẻ nắng. Quân đội bạn vẫn đang đứng nhà, sẽ gặp phải bắt triệt để tân quân của mùa 1, không để cho đội bạn móc máy nữa. Đang xong dân, Quỳnh Sư đang xin gỗ và cả Gắn Đị đang xin gỗ, ai cũng gỗ bơm đi. Chó rồi à. Rồi, lên bản đồ. Vâng, Huy đã tìm thấy mùa 2, đâu? Đây, trong 3 giờ. Nó hồi nhà cũ. Nó hồi nhà cũ bạn này. Ờ, Huy chém rồi. Đây, Huy có 300 vàng. Bơm đi Huy ơi, bơm sẻ 300 vàng Huy ơi, màu 5. Đấy, gắt đi bơm cho 500 thịt, Huy còn 300 thịt nữa đây này. Rồi, sẻ lên 4 thôi. Thằng 2 hồi mạnh ở nhà cũ nó đấy. Sẻ kinh 4 thôi. Nó có cả phù đấy. Có 1 đang cố gắng quay lại, Huy vừa mất mỏ vàng ở nhà không để ý rồi. Sẽ đã có bắt nốt quân mùa 1 trên để đội bạn luôn. Tham 104 và đã kích 4. Và như vậy là Thứ và Huy đang bắt đầu lao vào nhà màu 2. Nó có cái hốc ở bên dưới bạn ơi, sắp mẹp đồ về nhà 4 ấy. Đấy, cái chỗ đấy. Có phủ rồi. Đây, đang chém đây. Còn 4, 5 chém nữa. Chém hơi phủ đi. Nó còn mình hốc ở sát mép bạn ơi, từ 3 giờ xuống nhà 4 bạn ơi. Kìa, chém đi. Đây, dân màu 2 đây. Và màu 4 chuẩn bị ốp xẻ rồi. Đang có ca, đang có ca nhưng mà màu 4 đã đến. Cái này có đỡ được không đây, chúng ta cũng chờ. Rất đông là đến từ cái màu 4 đang dí vào. Chắc chắn màu 4 sẽ vào từ phía sau. Và nó vào từ kìa, xong nhà. Nó vào phía sau, màu 4 chim sẻ nhà. Với con màu 4 sẽ đi ăn. Nó có ai về đảm hay là gì không? Chặn vàng thôi, đơn vàng đây. Và tham lai là 80 nên mình chim sẻ đang chờ hot và tăng thêm A từ ca to. Và màu 3 cũng vào, lượng quân ở nhà chúng ta vẫn đang rất là đông. Bắn chặn đến gần xa, chạy một đường bộ đơn. 500 thịt nữa, hot bắt đầu ra rồi, mình tự lại. Và xin những ca con không, cũng đang hơi yếu. Thằng 2 nó đang có phù, có quân kê thì chưa quản được không ai nhiều. Vàng của sẻ đang bị bắn rồi. DK tiếp theo đến từ chim sẻ vào đây, những con gà đến từ nó 1. Vấn đề là mùa 2 cũng đang rồi. Đợt này sau khi đỡ xong mình nghĩ là sẻ cũng phải đẩy mùa 2 trước cơ. Rồi bắt 4 đi. Đó, bạn đang đẩy ra, công nghệ nó lên dần dần. Đến từ cái chim sẻ. Mùa 1 tầm này cũng đang vào, mùa 3 cũng đang vào nữa rồi. 7x đã tầm lại vào này. Huy đang xin gỗ, sẻ đang tăng ca. Nhà hơi sống, nên đang rất mất tay. Kìa, một vào kìa. Bắn hết Kuma rồi bạn ạ. Đây, Kuma có hết rồi, ca to đã có, tới từ cái chim sẻ. Ra một phát, Kuma đã chống gãy. Rồi, mất một con ca. Bắn hết quân của bạn đi. Đang thở ra, đang bắn đây. Và tham lai là 65, đến từ cái thủ chim sẻ. Nào, có đẩy thằng 2 trước không? Thằng 2 hồi ở 3 giờ sát mép xuống nhà 4 nữa. À, 4 vẫn đi vào nhà em chỗ BE dạy BE một tơn này. Chưa. Vâng, như vậy 1-4 đã lên 4. Minh Oan sẽ đang đánh ca. Nhưng phải dí được thằng 2 thì mới có cửa để đánh ca đội bạn.
không đánh được hai thì ra đập thôi. Đây, không ai đây. Thế nhà rất xấu đấy, người chia sẻ và đang bị mắc liên tục. Còn cùng nhà những cung đờ với đối phương. Đây, bắt được hai đây. Cá to đã có đấy, người chia sẻ đây rồi. Góc có hai là rất lớn nhá. Thấy rồi, đang ra bản thân các bạn rồi. Tham lai là 65 đấy, tôi chìm xe. Nếu có đẩy được không đây. Bảy mươi cho bài đấu này. Gà bắt đầu giã, Nga lại tiếp tục dí lên. Nga lửa hoàn. Gà AC đang còn hai con nữa đây, đang tụt. Vẫn phải giải cũng được quanh nhà để tránh những tình huống bốc máy bên phía đối phương. Đây, một một đang bắn vi sinh rất khổ rồi. Vi môi đang bị nick. Đây, cá đây. Như thế này nó có thể ngồi cho 2 đến 4. Đó sẽ là vấn đề sẽ. Bảy mươi sáu là thằng này tại thằng này. Đấy rồi, đã xác nhận thông tin và đang ra bắt đến từ chiếc trận nào và đi lỗi của đồng một có luôn xong điều ca nào hai bao dân rồi các bạn ơi. Hai chưa lên bốn, khả năng nó kịp bốn rồi. Bỏ quá rồi, lên xong rồi thôi. 6-3 các bạn, chúng ta cũng chờ đợi với trận chung kết sớm chúng ta ngay sau đây thôi. Vỡ cá tha đấy, thủ chim sẻ một thế bài trong cánh làm vòng đi dò đấy từ bài đấu này thôi. Quả đầu đã có đến từ cái thủ chim sẻ đây rồi, một quả đang có được 6 cây. Cá thầy zip mang cái zip anh em ạ, tối nay không kèo anh em nhá. Chưa anh Phúc ơi, em chưa thấy gọi điện anh ạ. Là vòng đi dò đến từ game thủ chim sẻ với một thế bài Kata trong cánh. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ, bài cầm Egypt đang có 7 heal. Quáng đưa 7 heal này về. Tránh Nguyễn Hà Sơn nhá. Đây 7 heal 4. Lùa mấy điều này về thôi. Trận chung kết sớm chúng ta rồi. Có quả phụ dành cho rapper Xuân Thứ nhưng hơi đáng tiếc khi bạn đã nằm số 1 dân rồi. Chúng ta cũng đến với trận chung kết sớm dành cho game thủ của chúng ta ở buổi chiều ngày hôm nay, kèo 4 random. Và là đánh cung đến từ rapper Xuân Thứ.
Bên này thì Gandhi đang có một bài Egypt với bài hiệu đưa về. Và chắc chắn cũng sẽ là bài đồ đánh cung trong cánh rồi. Chúng ta sẽ có hai cung ở cánh này và sẽ ra là người dâng chéo. Quý sẽ em một mình một cánh. Báo về bài được với con Maxi này rồi. Hai voi, bảy hiệu, ba voi. Đến từ cái chuỗi Quý, năm voi. Ui dạ. Rất nhiều voi, quả phụ luôn. Và đang có những tình huống đưa voi về tới từ game thủ anh Huy ở trận đấu này. Rồi, cơ cấu chiếc BG này và đưa con voi về. Đây là con voi thứ tư đến với thủ anh Huy. Bài rất là bắc binh rồi. Đừng dân và kích đời luôn 73x với bài 23 dân Maxi. Và phụ 6 cây luôn. Khá đẹp mắt. Và con voi tiếp theo sẽ đưa về đến từ anh Huy. Và đến với trận đấu này, trận chung kết sớm dành cho game thủ chúng tôi. Thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về chợ King Blue. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mà đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách đang có nhu cầu trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue thì có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626. Hiện tại thì nhà chợ King Blue đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi và còn tặng hấp dẫn thì anh em có thể tham khảo thêm trên website kingblue.vn. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sẽ dâng lời chéo. Thứ bảo bạn đi chăn rác là được. Ok. BL và đây sẽ là BM để cho bài đấu này. Mười không ba với 23 dân. Thông tin bảo vệ bên kia có bài pơ dâng lờ 10%. 7-8 chết dân. 7 Summer Mạnh Hào. 8 là bài pơ ở nô 1. Pơ dâng lờ chết dân đúng không? Huy bắt đầu đẩy giò đầu cánh đi rồi. Huy bôi đẩy giò đấy. Chưa gặp ai. Đây rồi, 5 nhá. Truy mệnh, Min Oan. Có một quả sắp ép đây rồi. Đúng là như vậy. Đang xiên dân Min Oan đến từ cái thủ anh Huy và làm tạm 2 dân. Summer đầu cánh bên kia. Đó là Mạnh Hào người chết 1 dân. Chứ vậy là Pơ dâng lờ chết dân đúng rồi. Ăn đi phải cẩn thận. Rồi bạn sẽ có một cung hit tea thôi. Màu 5 ra đưa giò đến nhà Huy Sứt. Huy bò được khu vực 3 dân này. Và đội bạn dường như đóng y thủ với Huy Sứt rồi. Bài 1L, không, L2 đến từ người cầm màu 5. Đang vẩy e bắt giò Huy nhưng chưa thành công. Huy lên sớm hơn. Sao mà có hốc rồi. Dân ngoài đi, dân ngoài, gắt thế. 2L đến từ anh Huy. Rồi làm ví dụ ra đây. Và đang chọc dân của người cầm màu 5. Truy mệnh. Chọc cái đau đầu. Rồi, xiên. Mệnh cũng đang nằm xuống khá nhiều dân nhưng mà cũng đang có hai lạc đà ở đây rồi. Nên mình nghĩ Huy sẽ bỏ khu vực này thôi. Sẽ bỏ vàng với phía đối bạn. Cửa chém bắt đầu đẩy vào, không chọc được dân vàng này. Bò nhỏ rất nhanh nên truy mệnh rồi. Đây là mỏ gỗ của đối phương. Vào mỏ gỗ đi. Mệnh đang đứng bắt ngựa chém của game thủ anh Huy. Đây là máy của game thủ chim sẻ, bài dâng lờ. Đang chơi là dân màu 7, đó chính là Mạnh Hào, Summerian. Có một P đến từ game thủ Mạnh Hào rồi. Mạnh Hào đang kéo lại đà về để thủ. Có một giò được bạn, có phù kìa chạy đi thôi. Và tân phù đen đến từ Mạnh Hào, xúc luôn con lạc đà này không, không xúc nữa. Rồi bạn đã bo nhỏ được mỏ gỗ, hở ở đâu đó. Thấy dân ăn đi liềng xiềng này. Là dân Xuân Thứ. Dân bên ngoài. Rồi, đi vào, đi chặn đi. Bên này thì tham lai của Huy Môi là số là 2x, vẫn đang chém dân màu 5. Và có y tới từ game thủ anh Huy. Đây là dân của đội bạn. Khả năng Huy bắt giò rồi, đúng là như vậy. Chém dân màu 5 thôi, màu 5 cũng chết khá nhiều dân rồi. Đây là BL đi dâng người cầm màu 8, đó chắc là nô 1 người cầm pơ. Sau tên này Huy phải vào quản pơ thôi, có y ra là chơi được Min Oan này rồi. Nốt dân này thôi. Cố gắng để con giò đi vào quản pơ nào.
Bơ đang đi chơi nhà của game thủ Gandhi. Sẻ đang chơi màu 6, đội chi 8, người cầm Hitty. Đây là game thủ chim sẻ đang đi màu 6. Ô, màu 6 này nhìn có vẻ loang quang nhỉ. Chim sẻ vào chém tơi gọi là rúi rụi này. Hai cung ôm nhau nở ra tươi đấy. Ok ok, đang chém ra đan hoa màu 7 rồi. Ok. Thằng 6 chạy hết ruộng với cả BA nhá. Đúng rồi, sao bắt là đàn 8 đây, Huy vào quản 8 đi là tươi đấy. Ai đã bắn phù 7 đấy, phù 7 ở BL đó kìa. Tham lai là 34 thì bài đấu này. Sẽ đang có tham lai 3x trong bài đấu đi dâng lời của mình. Tham lai cũng đang rất là to. Gắn đi kêu oai oai với tham lai 31 ở giữa nhà đang có quá đông lạc đà và cung đờ 17 đẩy vào. Cả lạc đà 18 bắt con cung đờ đó đi. Vâng, đang đi khắp mọi mặt, bắn đi bạn ơi, bắn đi bạn ơi, tớ mặt dưới kia anh ơi, e kia. Rồi, vẫn đang thủ được mặt dưới kia. Rồi, vẫn đang sửa được, đến từ Gunny. Đang cố sửa đây. Vâng, cực kỳ đông lạc đà bên phía đội bạn đang đi vào. Lạc đà bơ, tiếp tục sửa nào. Xem tuần tấn cung này được vào trong nhà thì tươi quá. Rồi, lủng hấp rồi. Gunny tham lai 33. Quá đông quân, 17, 18 lao vào, Gunny phải chạy hốc một tơn. Rồi, chạy đi, chạy 4 rồi sao ấy, thằng 8 cũng đông quá. Ừ, nhưng mà thằng 8 nó đang đông thôi, gắn đi giữ chạy sang nhà thứ đi. Đây, Zapper với tham lai 40. Một cái hông rất đẹp ở trên góc 12 giờ và đang bò hai lớp để tránh những tình huống đục vào. Tham mình vẫn đang đè khi màu 6 cũng đã yếu. Thứ đang bắt lạc đà cùng với gắn đi rồi. Đây, nó đâu, nó đâu, nó đâu. Lên giáp đi bạn ơi, thằng này chém 4 sao này. Chém 4 rồi kìa. Lên giáp 2 đi. Giáp 2. Cả 7 sẽ sang ốp thứ tên này đấy. Vâng, đây là lạc đà 17 với đôi bạn, lạc đà mạnh hào. Lạc đà của Nomo thì toàn lạc đà pơ chém 4 thôi. Rất đông lạc đà đấy. Gandhi thì không chịu được với tơn ốp của đội bạn rồi, bởi vì quá đông lạc đà như vậy. Chưa. Đang bắt quân của ông với Gandhi. Lên gỗ 2, anh về hốc đi. Nó bắt đầu chuyển sang đánh thứ rồi. Dìa lạc đà nào. Cho màu 2 50 vàng lên ra 4 anh em ơi. Lạc đà đông quá. Ừ thì cứ lên đi cho chắc bạn, nơi nào chẳng phải thế. À, tháng 7 nữa mà. Vâng, như vậy sẽ lọt hốc màu 6 thôi. Đây là cái hốc của thủ Vivi 18. Chính xác lọt nhà được bạn luôn, ăn được phanh ruộng này. Ok, ăn được cả ruộng chính đó, nó mất ruộng rồi, mất 2 phanh ruộng rồi, nó không đeo tai nghe rồi. Mất 2 phanh ruộng lên thứ người cầm màu 6 luôn. Đây là cái vụ vi sứt, thông tin báo về Hitty bắt đầu đẩy em. Có y. Vâng, nhưng mà khi mà 98 đi quân thì ở nhà sẽ vào ngoáy. Đây là dân hoa màu 5 mà nó đã chạy rồi. Tham lai anh Vi là số 28 ở trận đấu này. Lê, sẻ đang chém được màu 6, một kích của bạn lên nó chết chắc. 2L siêu đều, không bị quản, chém 4 chưa, chém 4 rồi, ui rồi, khỏe thế. Lạc đà vẫn là siêu đông, thứ lên nó chết luôn này. Nhưng mà bạn đi quân cẩn thận, thằng 8 nó sồ nhà đấy. Ok, đây là Xuân Thứ. Và đi qua gặp ngay lạc đà 7, 8 này. Chưa đi được nữa cụ ơi, giáp 4 rồi. Tăng ao. Ok, đây bắn được 7 đã. Bắn được đây. Rồi. Đây dân mạnh hào, pha giải E đây xuống thứ. Hay quá. Nhà, thằng ấy đã vào kìa, thằng 8 vào kìa, 5, 8 vào kìa. BA tiếp theo, xuống thứ đang rất tự tin. BC đây. Bắn được 8. Thằng 6 đó, nhà nó cũng xấu thôi. Đánh từ từ chậm lại đi, gắn đi nở lại đi. Ok, thế tuyệt vời. Bơm cho 100 vàng màu 2 lên nốt cái đầu máu đây. Bắn lại 8 tơn đây. BC đây. Thứ tham lai là 68 ở trận đấu này. Bó kín nhà và bắn lại màu 8. Rồi, và tỷ số nó còn là 4-6 thì có cái thủ chúng ta. Ok anh em. Này. Chờ đợi trận tiếp theo thôi. Hành trình người đi gỡ anh em nhá. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây anh em ơi. Rồi baby trong cả ui. Rồi anh em xem sẻ em đợi mình xin phép quay lại trong ít phút anh em ơi. Kinh quá. Zoconta, Okrama, Yuri, Zoconta, Zoconta, Alamas, Alamas, Homus.
đại. Oklahoma, Oklahoma, Alamaz, Zoconta, Zoconta, Alamaz, 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 Alamaz. Rồi, bắt đầu với trận đấu này, chung kết sớm. Cách biệt là hai trận, Nobo đang chậm 1 dân với bài đấu được cầm cho Son, anh em mới có 9 dân thôi. Sẻ là bài Babylon trong cánh với bầy hươu đầu đây rồi. Một thế bài tụt sâu ở trong góc 9 giờ đây, thủ chim sẻ chúng ta chỉ có một cung Babylon, Summer xuống thứ thì đang có một thế bài ở đầu cánh. Đang lùa bên hươu này về. Bên kia có cung Egypt của chuyên mệnh anh em nhé. Đây bầy hươu đầu dành cho game vụ chim sẻ, đội bạn có chém của Greg cho Son, 98 cầm Summer chưa biết đánh gì. Đây, mấy game thủ gần đi. Làm vòng đi dò. Bài gần đi bây giờ có một bầy hiêu thôi. Đồ ăn chưa có nhiều. Chưa đồ lùa về. Bim môi. Bim môi cầm IA với bầy hiêu đầu rất là đẹp đây rồi. Hàng lùa nó có hiêu cuối cùng về nữa. Bài đang có bầy hiêu đầu từ Bim môi dừng rú quanh nhà. Còn nhiều tiếp theo sẽ đưa về. Gandhi báo về đã đủ đồ. Rồi, phiên hiệu này rồi. Thứ sẽ là người đánh đúng đầu cái. Gandhi sẽ người dâng lời Xuân Thứ. Huy chém đầu cánh xe. Đây là máy Xuân Thứ. Voi hiệu. Hai voi bảy hiệu đây rồi. Cầu voi về nhà chính, có thêm quả phụ bài cũng được rồi đấy. Hai quả phụ. Đấy thì còn Summer đi ăn được cái này. Vẫn đau anh. Rồi, voi đầu tiên được đưa về đến từ Zapper. Đồ lùa về hơi muộn sẽ đến cung đầu cánh. Bên kia thì chém cho Son Greg thôi, để là anh em cố gắng lên. Vi môi xin 595 nha anh em. À, cầu đúng cái voi này. Đóng nghe bạn này. À, đã đóng rồi. Chưa. Rồi, đưa voi này về. Hai quả phụ luôn. Bạn này cũng sẽ có một nguồn lực rất là khỏe. Tới từ cái vụ Xuân Thứ. Vậy. Anh đây, anh đây, anh đây. Vâng, và đến với trận đấu này tôi xin giới thiệu các bạn về đại chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cầu đấu Việt Nam. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Với sức mạnh mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt, anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626. Hiện tại thì King Blue đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn dành cho anh em, thì anh em có thể truy cập vào website kingblue.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh đi dâng cho Huy sức rồi. Anh đi hơi quá đấy. Dâng thẳng vào trong cánh 26 dân. Sẻ thì là bài 27 dân đóng BB. Vi môi thì chuẩn bị đóng nhà điều kiện. BL. Và đây là BM đến từ Vi môi. Kích mỏ gỗ luôn. Bài kích 10. Điểm số bên kia đang khá cao với màu 2, màu 3. Kích đời 13x. Đây cho cái thủ Vi môi. Ia đầu cánh. Cố gắng bật đấy nhất đây. Theo anh có bật được không ạ? Cái biệt chỉ còn 2 trận nữa thôi, mình ta phải thắng 3 trận thông thì mới bật được kèo này. Xin dò lên công giáp và đi ăn vàng. Đây bên ăn vàng, một e kín luôn. Dò đẩy đi. Công giáp rồi. Vậy cũng xem đầu cánh Wizard sẽ là game thủ nào với phía các bạn này. Đây sẽ là một nhà này. Màu 3 Greg đầu cánh bên kia.
một truy mệnh Egypt. Rồi Huy chơi được Egypt này tươi luôn này. Khung hấp 6 giờ. 4 dâng L. Đó là nô 1, người cầm cho son. Như vậy cái bên kia sẽ còn một con Gregg và một con Summer. Cái này là Egypt cho. Không ken được. Không khá đẹp đến từ người cầm 1 nguyên thủ truy mệnh với bài Egypt này. Sự đang sóc chém đấy. Bánh xe 2L chốt nốt mấy cái em ở đây cho kín. Ôi, phải 1-1 ở thường với 1 quả này anh em ạ. Vãi chưa. 2L đẩy lên đến được anh Huy nhưng dường như 1-1 đã vào hết ốc rồi. Bốn à từ cầm 1-1. Cầm 1-1 rất đẹp, góc 6 giờ luôn. Và các bạn đã bo 2 lớp đây rồi. Huy đang có bài 2L với con Yamato mình, 2L bánh xe đang đi nhà 1-1. Tiếp tục chém em về phía đối phương. Chim sẻ bên này tham lai là 37. Gunny đã bắt đầu bị chăn bởi người cầm màu 4 nâu 1, người cầm cho son với phía đối bạn rồi. Cho son dâng L. Gunny tham lai 23. Thứ bên này tham bao nhiêu? Thứ tham lai là số là 33, đang đối đầu người cầm màu 3 và có phù công lên tới từ đội bạn rồi. May mắn là đội bạn chưa ăn được con phù này. À, chưa ăn được con lạc đà nào nhưng Thứ đã có cung R và sẽ chơi được màu 3. Bắn được con phù này rồi, cho dân ăn điêu bình thường. Lạc đà đẩy ra. Màu 2 như là bài đi dâng Nga thì phải. Rồi bắt được con giò rồi bạn, màu 2 đến luôn. Thứ cần cố gắng cân đôi, sẽ phải ra nhà chính luôn. Ra nhà chính đi, ra nhà chính đi. Hai nhà đánh đây rồi. Nhà tiếp theo đến từ Rapper. Không được cứng đấy. Huy tham lai 34. Chém 4 đi, đứng kê ở đây thôi, đợi nó đen ra rồi, sổ vào, sổ vào, sổ vào. Rồi sổ vào thôi. Lọt luôn. Sau tuần này Huy cố lên công 4 là đẹp. Đang cố gắng chém cung đợi Egypt tới từ Huy sức. Cố gắng ví vào. Chém đội bạn 2L. Đúng thời điểm đợi đội bạn đen e để có thể sổ vào đến anh Huy. Với những con chém Yamato của mình. Đội bạn tiếp tục vẩy e. Vẩy e này đã được xây. Còn 3 chém bên trong. Đang chán đang chém. Chém con dân kia đi. Tham lai 33 dành cho cái thủ anh Huy. Đón hốc đội bạn. Đội bạn vác thêm dân ra để sửa đây rồi. Tuần này khiến 1-1 cũng hơi loạn một tí thôi. Và tham lai 32 đến từ cái thủ anh Huy. Đang chém 1-1, nói chung 1-1 cũng chưa đi được quân. L3. Sau giờ này ai thừa thịt cho Huy tí lên chém 4 không? Tí thịt đây đang chém 4 rồi, đẹp. Rồi kích chém 4 rồi. Rồi anh tải cái kia đây, Huy cân được thằng 1 đấy. Huy cân thoải mái thằng 1 luôn. 3L rồi. Em trai anh Thái nhở, khê gì anh ơi, bên kia khỏe quá. Bên này thì sẽ tham lai là 60 rồi. Gunny sẽ tạt màu 2. Rapper Xuân Thứ tham lai là 40. Đang đối đầu với người cầm màu 2 và màu 3. Màu 3 chỉ là con Greg bên phía đối bạn. Và sẽ đang gọi cái thủ Xuân Thứ sổ lên. Và anh em đang bảo lên dần đi. Đây dần màu 4 cho son đi dâng của nó 1. Xuân Thứ đang gọi sẽ sổ lên không. Thứ đang bắn màu 3 đây rồi. Lên đây, lên đây, lên thằng 2 đây. Để cho nó thủ yêu màu 3 đây. Nhầm lên thằng 3 chứ. Thứ đang vào đây rồi. Đây, màu vàng màu 3 đây. Huy môi ở cái bên kia thì cân thoải mái, người cầm 1 đi quân cái chém cụt đầu. Thằng 2 kéo về thì lấy nhà thằng 3 đi. Đây, lấy nhà thằng 3, thằng 3 chạy nhá. Sẻ tham lai đầu số là 73. Rồi, vào thằng 2 luôn đi. Nó gắt đi loại 2, sẻ vừa gặp cái gì ở giữa bản đồ. À, 6, 6, 6. Và đây là Xuân Thứ. Chạy vào đây với chúng tôi này. Chạy vào đây này, mạnh hào fit nhá. Hay quá. Cái này bắt đầu có vẻ tươi tươi. Huy thì vẫn đang cân màu 1 ở cái bên kia. Bên này màu 1 đang chưa đi được quân bởi vì Huy toàn chém 4. Màu 4 bắt đầu tạt Huy sức khi mà Huy sức đang quá to. Nhưng mà Huy sức cân cả màu 4 luôn. Và một pha cân đôi đến từ game thủ anh Huy bay Yamato 3L đầu cánh toàn chém 4. Ây. Và bị nó luộc bằng khoanh ruộng. Khá khó chịu màu 1 nhưng mà cánh kia chúng ta đẩy nhanh màu 2 xong lại xuống ốp lốt màu 1 là mình nghĩ vẫn ok bởi vì Huy sức vẫn còn rất nhiều chém. Có 2 con thôi. 3 con rồi, 5 con, 6 con. Bạn được bao nhiêu quần ở nhà làm sao mà nó chơi được. Đi, vào 2 đi.
Sẻ bên này tham lai đầu số là 90 rồi. Rất nhiều quân bắt đầu bung cho chính cho đào vàng. Nâng đào vàng luôn. Bài Babylon bỏ lại rừng của mình khi mà đã thủng. Gandhi vừa lọt nhà máu 20 tơn và đang thở dài với tham lai là 17. Tham lai đang cân thôi, 1-1 vẫn đang rất to. 39 dân. Phải ốp vực màu 2 đã. Đi đi vào 2 đi. Thứ và sẻ của Gandhi đang gọi đồng đội vào nhà màu 2. Ai thừa vàng bơm cho màu 5 nhá. Rồi tự nào đi. 3 xô vào nhà sẻ. Từ nhá. Rồi. Hơi chủ quan đấy, chủ chim sẻ nắng khi Mạnh Hào đang xô vào như thế này. Đang bò nhà, đang đầu máu. Và bắt hết những đơn vị quân đội bạn. Chờ một tơn nữa nở ra nào. Ruộng đã bị chơi, à xin lỗi là gỗ đã bị chơi vào. Ruộng chưa bị thủng. Nhưng lượng quân đội bạn trong nhà sẽ khiến sẻ mất tay. Và chậm khoảng đi công một chút. Anh ruộng 12 giờ cũng đã bị đội bạn chọc vào. Để con giò bị chém. Dân đi. Bánh gỗ bị chém kìa. Chưa thì phải. Với bắn bay một nửa. Tham bị đi lại mạnh đấy nhá. Sẻ bị lủng một tơn đau quá. Bên này thì Huy Môi đang có tham lai là 33. Vẫn đang pha 1-1. Cùng đời Egypt giáp 4 nhưng mà vẫn bị Huy Sứt chém. Huy Sứt thiếu công nghệ đầu máu nữa. Màu 4 lại quay lại nhà Huy Sứt. Phải đợi sẻ thôi. Sẻ đang mất tay bắt màu 3. Đúng thời điểm đi ốp thằng 2 thì lọt nhà. Nào còn mấy con chém bẩn. Cày thế. Từ nhà thứ sang như ở đâu. Đông bản đồ. Nó chạy loang quang quang tự nhiên lại vớ vào nhà chim sẻ. Rồi đi. Đông bản đồ. Đi đâu ấy. Giật về ạ. Rồi đi đi đi. Nào lên thằng 2 đi. Bố chơi ở phù rồi. Bên kia quay đào vàng anh em. Và màu 2 đã đào đủ vàng rồi. Phải ốp màu 2 thôi. Sẽ đã bung nhà chính ra rồi. Xem đi cung ra khỏi nhà thì bo kín lại. Thằng 3 lại xô vào nữa rồi. Rồi bản đồ có đi ốp thằng 2 đi. Ốp thả mặt A luôn nhá. Màu 1 đang đẩy Huy Sứt rồi. Nhanh lên nào. Người ta bị chậm rất nhiều anh em ạ. À bị đè mạnh lại luôn. Và phải lấy được nhà màu 2 đây rồi. Sẻ đã đến nhà màu 2. Thứ với lại và màu 3 lại tiếp tục được nhà chia sẻ. E kìa. Rồi vào đi. Đến A rồi này. Cung đâu hết rồi. À đây đây. Bên dưới kia. Lùi lùi về A đi. Và tham lai đợi số đó chính là 114 đấy. Cái chia sẻ nhắn và đang hốt màu 2. Đây sau dưới này. Không biết một nó có đi ốp sẻ hay là không, không thấy đi ốp sẻ, không, 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 sẻ bản đồ không thấy, không đi ốp đâu. Sợ nó sẽ về cứu thôi, nó về cứu, nó về cứu, nó về cứu thằng 2, về cứu thằng 2. Đến 4 xong rồi này, ốp thằng 2 nhanh nào. Một về cứu đấy. Summer đi ăn lên 4 nha đội bạn. Tham lai của ý thủ chim sẻ đã ở số là 117, vừa kích 4 BC2. Huy Sứt đang sang bên này, quản vàng thằng 2 nhá, thằng 2 nó không có vàng đâu. Một quả vàng trong, quả vàng ngoài bị bắn rồi. Một đang cứu sau này, tập trung. Ba thằng máy rất là khó chịu như Mạnh Hào. Tham lai đầu số là 117 và đội bạn đã có một cái con ca bên trong. Ca con. Đấy thử cái thủ Vinidu 98 một con ca thôi. Chém luôn. Một đã sẽ cứu rất đông. Lùi tí bạn ơi. Đang ăn dân bên trong. Và tham lai là 113 đấy thủ chim sẻ đang vào thiêu dân với đối phương. Và đã bắt đầu có hot tới đội cầm màu 2 rồi. Hot Summerian. Với Egypt nữa. Với Egypt luôn mà. Đây là những con hot tới từ cầm màu 2. Sẻ thằng này là 105, chờ lên 4. Chúng ta chỉ là hot Babylon. Nhưng mà cái thời điểm mà đội bạn chưa hot thần mà dùng đâu vẫn dí được. Quan trọng là phải lấy được lực đội bạn thời điểm này đã. Bung thêm nhà chính đến từ cái thủ chim sẻ. Ăn cả voi luôn. Đừng công nghệ. Và bỏ vào bắt đầu đến cái chim sẻ. 3 ở đâu nhờ, ai quản lại 3 đi. Vâng, vẫn đang còn rất nhiều chém. 4 đi chơi châu phù rồi, Huy Sứt không chịu nữa rồi. Tham lai là 94 đến từ cái thủ chim sẻ. Và chúng ta đã hết quân bên xong, nhà người cầm màu 2 lên 4 xong. Đang lửa được mặt chặn vít hot. Vì môi bên này tham lai 31, đang phải đóng lờ lùi lại. Không ai vào suốt thằng 4 đường, muốn châu phù rồi. Và đây là 1-1, truy mệnh. Mệnh đào vàng chưa anh em? Mệnh chưa đào vàng. Quan trọng là cái câu chuyện giữa sẻ và người cầm màu 2 thôi. Tham mình đang bị đi rất mạnh đấy. Bạn khả năng còn đi ốp chim sẻ luôn.
Đấy, thứ tìm thấy được ba hồi lại đúng không? Khoanh ruộng to đúng cho đấy đúng không? Ôi, ông ba vẫn đánh tự tham được 11 này. Khỏi quá, gần đi tham 8 thôi. Chuyện tham lại 40. Trẻ này tham lại là 100. Nếu là tình trạng càng quá khó thì có cái thủ chúng ta rồi. Từ nhà gần đi sang nữa. Màu 1 bắt đầu lên. Màu 3 bắt đầu lên. Bắt đầu tham 3 nó ở đâu, nó có nhiều chém nhỉ? Và tham lai là 99 đến từ cái chủ chim sẻ. Và bây giờ thì đội bạn bắt đầu ốp chim sẻ nắng với hot màu 2 và cả đường màu 1 để zip là hot baby. Rồi, kết thúc ngày hôm nay rồi, vỡ rồi. 7-4 là tỷ số chung cuộc anh em ạ. Đỡ, mai đỡ. Một mắt. Và thua anh em nhá. Kéo đó ông ta sẽ khép lại tới đây. Xin chào và lại anh em. Vỡ. Kênh Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay, đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhàng.